từ trên không có tiếng kêu vang rằng có mẹ đây con khá tình. Ta ngước mặt nhìn lên không cảnh một lão bà đang đứng trên mây. Đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ già nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân. Vẻ mặt tròn da trắng tuyệt trần, môi đỏ sẫm má hương dần dật. Có hai cây hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất giọng ung dung rằng mẹ đây ơi con sớm thức. Mẹ đây con, mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giấy bài. Vậy con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đấy con, người trong hạ giới đủ hạng người các cõi giáng sanh. Cùng thi tài đấu sức hùng anh, kẻ quá dữ người lành quá lè. Mẹ đấy con, hiền lành ít kẻ, còn hạng người hung dữ thì nhiều. Nên khắp nơi thường nhuộm máu điều, thảm với khổ kể sao cho xiết. Mẹ đấy con ơi có biết, hàng muôn ngàn cánh chết thê lương diễn ra trên khắp nẻo trần dương. Quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con, đâu đâu cũng giặc, không vật chi là chắc của mình. Trong đồng khổ trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con, thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cảnh hải hùng lớp cả ruộng đồng, có sông rạch mà thông chẳng được. Mẹ đấy con, thiếu chỉ là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con, kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặc thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hằng muôn triệu. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua. Mặt kẻ hung ra sức hốt vua, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đấy con, biết thương dòng dõi nên mở xiềng chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đấm bào, chặt bề sống nở vào bề lười. Mẹ đấy con, kể sao hết nổi cảnh âu sầu khắp cõi người ta.
qua hải hùng quá đổi thiết tha, tiên chó sủa cũng là phách tan. Mẹ đây con trong đời nhiều hạn, vì oai danh vì mến bạc đồng, nỡ giết người hơn giết mũi mầm. Tội lỗi có hay không chẳng xét, mẹ đây con mẹ lòng như thét, thương những người bị giết uổng oan. Chết dễ làm sống khó toan, trách kẻ bạo sao không suy nghĩ. Mẹ đấy con có nhiều thiết nguy, khéo theo thùa dối mỹ lòng người, làm cho nền phong quá suy đồi, chẳng màng đến những nơi tình cảm. Mẹ đấy con khi người bị cấm, sẽ không còn biết cảm mẹ cha. Với anh em bè bạn cũng là, lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đấy con hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người. Họ chỉ lo cho họ đấy thôi, họ là kẻ giết người không gớm. Mẹ đấy con mau tỉnh sớm, mơ cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tánh chưa ngày an lạc. Mẹ đấy con đang thời hỗn xác, biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lành nữa quy. Mẹ đấy con ơi khá nghĩ, người vì câu danh vì lợi quyền mà gây thành đất ngửa trời nghiêng, đâu ai sống thiên niên để hưởng. Mẹ đấy con người đời lầm tưởng, hại được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tợ ngao cò, để tam giả đứng chờ sao gót. Mẹ đấy con hãy nên thương xót, những kẻ đang say gục mỏng trần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàn qua sải lại muôn lần, rốt cuộc lớp hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con cùng vì lẽ ấy, mẹ mới khuyên con hãy ra đời, đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu. Mẹ đây con nhắc đời sớm liệu, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đấy con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phận hồn. Tất nhiên là công đức cao hơn, chắc như vậy không cần nghĩ ngài.
mẹ đấy con, nhưng mà thay cái tùy sức mình liệu lấy giúp người. Có của thì giúp của cho đời, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đấy con, nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy lẽ tu hiền, công đức ấy vô biên vô lượng. Mẹ đấy con giúp mà không tưởng, giúp một đồng phước lượng mười đồng, đã ra công chẳng lấy làm công. Công mây lớn biển đồng kho xanh, mẹ đấy con cả muôn công hành, nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa, chân đạo đức chân nhà bác ai. Mẹ đấy con, bất kỳ môn phải nếu lấy chân làm đại bổn căn, hay chính là chánh đạo chân tăng, chẳng còn phải e rằng lầm lạc. Mẹ đấy con, lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lòng nghi kỹ người nào cũng khoai. Mẹ đấy con, viết làm lời nói chân thật, không ngụy dối điều nào. Nghiệp hoặc đâu lôi cuốn trần lao, chỉ một kiếp được vào cõi Phật. Mẹ đấy con, nếu chân công đức nghe lòng từ bi đâu phúc nào rời, lo cho thân ra khỏi bể đời, và tha thiết cứu người đang khổ. Mẹ đấy con, chân tu chân đồn, tu thân và tu cả chúng sanh, độ mình lành độ khắp người lành, thế mới thật tu hành theo Phật. Mẹ đấy con, kim thời nhân vật ít ai đem tình thật đối nhau. Có thể rằng bất kỳ luận người nào, đều lợi dụng lẫn nhau để sống. Mẹ đấy con, mẹ càng bi thống, cảnh động sàn di mộng của đời. Cái chơi tình đâu có mấy nơi, vạn sự chỉ ư thoái bạc nén. Mẹ đấy con, trong bao có quen, mặc dù lời nói chẳng nhầm chi, cũng có nhiều kẻ giả người quỳ, lội mây cũng đổi đi làm phải. Mẹ đấy con, sửa ngay sửa dạy, cũng đều là giữa cái đống tiền. Từ mỹ nhân cho đến tước quyền, đều có thể bị tiền mua chuộc. Mẹ đấy con, bị tiền ràng buộc, có mấy ai đâu được tự do. Có cũng lo không cũng âu lo, tiền sai khiến người ta đủ lè. Mẹ đấy con, đồng tiền mạnh mẽ, xuôi giết người xuôi kẻ bất hòa.
tiểu can qua hay đại can qua, phần lớn cũng do là tiền bạc. Mẹ đấy con biết bao tội ác, ai nghe qua cũng bắt châu mày, ấy cũng do tiền bạc khiến sai. Từ xưa chi đến nay vẫn thế, mẹ đấy con mẹ mong toàn thể, nên dùng tiền chứ để tiền sai, trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài, đừng vì nó mà gây tội lỗi. Mẹ đấy con tiền là bát bội, nó không trung thành với người nào, vào trước rồi nó lại ra sau, không ai có thể nào cầm chắc. Mẹ đấy con còn ăn còn mặc, còn sống trong thù tác xa gần, cố nhiên là tiền bạc phải cần, dù ai cũng thế không tránh khỏi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cần tiền đừng bị gói trong tiền, làm ra nhiều để tạo phước duyên, chớ dành để hưởng riêng no ấm. Mẹ đấy con nhưng cần suy gẫm, trường hợp nào trong cảnh trạng nào, đôi vấn đề tiền bạc tạo đau, cần phải tạo cách đi nào chánh lẹ. Mẹ đấy con lợi mình hại kẻ, lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm, đừng vì lòng ích kỷ tham lam, thấy lợi hốt quên thân phải quay. Mẹ đấy con mẹ phân khi này, mọi việc đều cần lấy đóng tiền, có tiền ai cũng nể cũng kiêng, vì thế nó có quyền sanh sát. Mẹ đấy con thật ra tiền bạc cũng như loài có rác khác chi, nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ đấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia, rồi đem lòng bảo thủ say mê, đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đấy con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào, có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con vật mình tạo đó, rồi để cho chúng nó khiến mình gây tội kia lỗi nọ tai đình, sao lại gọi thông minh được chớ. Mẹ đấy con mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời, bận lòng theo tạm vật không rời, vì thế mãi sanh nơi cõi khổ. Mẹ đấy con ở bên tỉnh đồ, đất bằng vàng nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm xinh đẹp nhiễm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Mẹ đấy con Phật ngài khéo hiệp,
màu xinh này đến sắc đẹp kia, kết lại thành một cõi liên quê. Tuyệt mỹ nói sao cho hết được, mẹ đấy con nhưng mà khắp nước, cả lúc nào cũng được hòa bình. Không ai rằng vật nọ của mình, cũng chẳng có ai tránh ai cả. Mẹ đấy con tuy nhiều bao là, mà không ai có giả tranh giành. Ấy là nhờ ai cũng trọn lành, thấy của chẳng lòng sanh tham nhùng. Mẹ đấy con mong rằng khắp chúng, vật nào mà chiếc dũng sắm ra, dù lâu đài phố xa muôn tòa, xem thường chẳng đắm xa bẩn biều. Mẹ đấy con gặp ai nghèo thiếu, liền ra tay giấc kéo ra giùm. Tiền bạc không bị nó làm cầm, lại cũng chẳng đeo đầm nhà cửa. Mẹ đấy con sắm cho nhiều của, riêng vợ con cha mẹ ấm lành. Có thừa đem làm lợi nhân sanh, được như thế tội tình đâu có. Mẹ đấy con làm theo lời đó, vào giường bao của có giường bao. Không ai sầu ai oán mãi nào, đêm nằm khói rào sao ngăn trước. Mẹ đấy con làm như vậy được, chẳng mất giàu lại phước có ra. Lúc sống an hưởng sự vinh quang, khi thoát khỏi đỏ xa địa ngục. Mẹ đấy con tầm tiên lánh tục, chẳng gì hơn cõi trước đừng mê. Một lòng nguyện tâm đạo Bồ Đề, trối mặt những danh kề lợi cần. Mẹ đấy con lợi danh nhơ bẩn, y to bao nhiêu dù lớn bao nhiêu, thì như là bèo bọt rác rèo, y lầm chẳng chút biếu diều theo nó. Mẹ đấy con lợi danh dù có, cũng dần nên xem nó như không. Lợi danh đều hiến chúng đại đồng, riêng mình vẫn lòng không một vật. Mẹ đấy con lấy lòng thành thật, giúp đời không một vật nào từ. Người cũng mình như một thể ư, điều tốt chẳng bao giờ tiếc cả. Mẹ đấy con mẹ chưa yên già, đường con đi còn quá xa xôi. Biết bao nhiêu sông gió dập dồi, é con chẳng dừng đời tay lai. Mẹ đấy con lấy lòng quan ái, đổ đời dù thân phải cách nào, cũng nên vui đừng có núng nao. Thương người chẳng khác nào mình vậy. Mẹ đấy con dù ai có khuấy, mỗi đạo màu vẫn chói khắp nơi. Bằng không thì như mất ánh trời, vạn vật chẳng còn nơi ấm áp.
Mẹ đây con mưa xa nắng táp, càng lâu càng cứng cáp thêm nhiều. Dễ đâu làm cho giả ngã siêu, tầm ba vẫn một màu xanh biếc. Mẹ đây con dù ai có giết, chỉ hại phần xác thịt thúi hôi. Chớ linh hồn sẵn vị sẵn ngôi, lúc nào cũng an ngồi tử tài. Mẹ đây con có chỉ kinh hài, xác tạm như là cái bao tay. Lúc không cần thì lột ra ngay, đâu mang mãi đâu hay đau đớn. Mẹ đấy con chết là cái vốn, mới sợ hay không cũng vẫn phải đi. Nên xem thường chứ hoảng hốt gì, tinh thần vẫn quy nghi bình tĩnh. Mẹ đấy con biết thân tạm dình, chớ vì thân nại tánh bất lương, hãy đem thân tạm ấy làm đường, đỡ chân kẻ còn đương thống khổ. Mẹ đấy con gặp duyên thì đổ, qua rồi thôi chẳng có để lầm. Cứu đời không mong được nhắc công, thế mới khỏi bị chồng coi kiếp. Mẹ đấy con ai nguy thì tiếp, ai khốn nàng ra giúp đỡ ngay. Tổn công hay tôn của chẳng nài, được vậy chỉ một đời đắc đạo. Mẹ đấy con chia cơm xẻ áo, có mấy ai được tháo lòng đâu. Vì thế nên cứ mãi âu sầu, kẻ thừa thải người đâu cũng thiếu. Mẹ đấy con kẻ giàu muôn triệu, người thấy không một điếu trong nhà, chẳng động lòng giúp đỡ năm ba. Còn lợi dụng mới là đang trách. Mẹ đấy con giàu sang kiêu cách, hung hiếp người đói rất nghèo nàn. Hay phần đông trong cõi thế gian, mẹ chẳng ngất buồn than cảnh ấy. Mẹ đấy con giàu không biết phải, bị kẻ hờn người lái trách phiền. Chừng gặp khi cảnh ngộ bất yên, thân ấy khổ bút nghiêng nào tà. Mẹ đấy con lúc sang sàng quá, đến khi hèn hèn hạ vô cùng. Sự nhục vinh trong một khách chung, vương tương đó rồi trùng dê đó. Mẹ đấy con được thân giàu có, gặp ai người đôi khó hàng vi. Nên xót thương chứ dạ khinh khi, hãy giúp họ những gì đang giúp. Mẹ đấy con nếu mình tốt phúc, có thời hơn kẻ khác phận nào. Nên khiêm nhường chớ có sức cao, hãy nhân đó để trao việc nghĩa. Mẹ đấy con giống lạnh khá tỉa, có thần nhân chặt chìa quanh thân. Dù gặp khi lỡ bước xa chân, không đến đổi ra thân hèn hà.
Mẹ đấy con có dạy có trả, từ xưa nay nhân quả không lầm. Kẻ đang đi trong giữa rừng lâm, nói sao tiếng dối làm theo vậy. Mẹ đấy con phải thì gặp phải, con quấy là có quấy trả cho. Đường giữ lành chẳng toàn lo, chọn lựa cái thơm tho để lấy. Mẹ đây con khi người biết quấy, nhưng không lầm hối cải tránh xa. Chẳng khác nào sông có mập xà, biết mà vẫn lội qua bất kể. Mẹ đấy con kẻ mê như thế, mạng canh kia giường thể tơ treo. Sang trở hèn giàu sẽ trở nghèo, nay không gặp mấy chiều cũng gặp. Mẹ đấy con có khi ác tập, mà đương thân không gặp hung tai. Ấy năm rồi lúa giữa còn đầy, nay tuy đã nhiều xài chưa hết. Mẹ đấy con nhưng sau khi chết, bước sang đời kế tiếp than ôi. Sự khổ lao suốt cả đời thôi, vốn một phải trả lời năm bài. Mẹ đấy con thế nên diệt quỷ, cả chúng sanh đều phải răng chừa. Dù cho lòng có lắm thích ưa, cũng ráng nhận chớ rờ mo tới. Mẹ đấy con bị oan nghiệp trói, đọa sanh trong ba cõi sáu đường. Thân đã là suốt chịu đau thương, tâm linh cũng bị luôn mờ am. Mẹ đấy con thân xa vào khám, y khổ giường bao hắc ám giường bao. Cõi trần ai cũng thế khác nào, muốn nỗi khổ vì bao không hờ. Mẹ đấy con cũng vì lẽ đó, mẹ hằng mong lớn nhỏ gây trai. Nở hồng trần ráng trả đừng dây, cho được khỏi đầu thai cõi trượt. Mẹ đấy con vừa là tu phước, và vừa lo khiêu đúc huệ tâm. Sẽ vượt qua khỏi bể luân trầm, mẹ chắc như vậy không lầm đâu trẻ. Mẹ đấy con như lời của mẹ, nếu trong đời có kẻ tin theo và thực hành một cách khắn keo, chắc chắn sẽ được siêu cực lạc. Mẹ đấy con đời trong gan tất, danh giường bao lợi lộc giường bao. Bị nhồi qua một lượng ba đầu, muôn việc chỉ chim bao một giấc. Mẹ đấy con khắp người quá đất, cũng khá suy rồi dứt nghiệp trần. Sớm chiều lo lập chí tu thân, lanh cõi tạm tìm chân thế giới. Mẹ đấy con rồi đây sẽ tới, bảy ngày đêm bạc lối trời trăng. Biết bao nhiêu yêu quái tình chẳng, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Mẹ
mẹ đấy con, cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đắc thảm sầu, khắp người đều như thế khác đâu. Không ai giúp ai nào được cả, mẹ đấy con bụng đã đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ rau nông. Chồng nhìn vợ khóc ròng mới thầm, mẹ đấy con bảy ngày hắt am, khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng phát cuồng cháy khắp làng cùng ngõ. Mẹ đấy con người đời đâu rõ, cảnh tan thương chỉ có phút giây, đồng khổ khan nước phủ giấy đầy, sông biển đó rồi cây rừng đó. Mẹ đấy con nay tuy giàu có, biết đâu mai mốc nó nghèo nàn. Sự đổi thay trong một khắc gian, chớ bọn xẻng hải toan làm phước. Mẹ đấy con mẹ hằng ao ước, khắp chúng sanh sớm được quay đầu, dù ngày kia cuộc cảnh thảm sầu, nhờ thần Phật phép màu cứu hồ. Mẹ đấy con đời chưa hết khổ, kể từ đây vô số tai ương, đáng lo âu cảnh máu nhuộm đường, tay đầy tiếng thê lương kêu khóc. Mẹ đấy con cảnh đời tan tóc, từ thị thành đến hốc hang cùng, đâu cũng đều mang gánh quả chung. Khổ vì thảm vô cùng ở trẻ, mẹ đấy con nói sao cản lè. Nạn này qua rồi kế nạn kia, ngục trần gian khóa bị mất chìa, thương sanh chúng nhiều bề khổ nào. Mẹ đấy con ngồi trên sen bao, nhìn chúng sanh không ráo hột châu, từ trẻ thơ cho đến bát đầu, cũng chung chịu một bầu lao ly. Mẹ đây con đài trong tục lụy, khổ suốt đời đâu nghĩ phúc nào. Người sang hèn hoặc kẻ nghèo giàu, đều chịu khổ như nhau tất cả. Mẹ đấy con khổ thân hoảng hoảng, khổ về bề dắt giá thủ hềm, lòng sợ lo không phúc nào em, nghèo cũng thế có tiền cũng thế. Mẹ đấy con luôn mưu trăm kế, chẳng làm sao thân thể không già, hoặc bệnh này tật nọ sinh ra. Bao nhiêu đó cũng là thấy khổ, mẹ đấy con của tiền muôn hầu, thân cũng quần lấy thổ khỏi đâu. Mưu làm chi những cái độc sâu, cho kẻ khác chịu sầu chịu khổ. Mẹ đấy con nay gần đến chầu, Đức Ngọc Hoàng bôi sổ loài người, nếu không làm hiền đức tốt tươi, hồn xác chẳng còn nơi cứu rồi.
Mẹ đấy con đợi như ổ môi, chừng gặp khi nước dội khỏi bờ thì chỉ trong giây lát phút giờ. Cả thành quách đều xô theo nước, mẹ đấy con ráng mà tích phước, chớ làm điều bão ngược lung lăng, sẽ thoát qua cuộc đại biến nan, được xem thấy hội hàng tiên Phật. Mẹ đấy con mẹ thương vạn vật, đang sanh trong thế mạt đời cùng, vui một hai khổ thảm muôn trùng. Nhưng ít kẻ để lòng nghĩ tới, mẹ đấy con bản đồ thế giới, đang nằm trên lũ môi thâm tàn. Con hãy xem chỉ một khắc gian, bản đồ ấy rã tan từ mình. Mẹ đấy con xót thương ba tánh, bị lửa nhà bên cạnh cháy lan, cả gia đình sự nghiệp tiêu tan. Một kẻ trúc muôn ngàn người khổ, mẹ đấy con xác cây pháo nổ, nó tan ra mảnh nhỏ thế nào. Qua đất này đến lúc tiêu hao, cũng như thế khác nào ở trẻ. Mẹ đấy con cũng vì lẽ ấy, mẹ muốn cho cả thảy nhân sanh hãy bình tâm chọn lấy điều lành, sang trọng thế rách tanh cùng thế. Mẹ đấy con biết chừa biết để, cùng Phật tiên đồng bể khác đâu. Lấy từ bi hai chữ làm đầu, nghiệp quan khỏi và đau khổ kiếp. Mẹ đấy con chúng sanh bị nghiệp lôi kéo vào trong kiếp phù sanh. Nghiệp ấy là việc tạo bất lành, bằng ý tưởng hoặc bằng hành động, mẹ đấy con giống gieo lên mầm. Mạnh thì mau yêu rẫm hơi lâu, hưởng đương đời hoặc đến đời sau, đều do nghiệp cạn sâu ra đây. Mẹ đấy con thử mau ăn trái, thử đợi lâu mới nảy bông ra. Giống nghiệp kia cũng thế ấy là, dơ cho chúng bao la không mắc. Mẹ đấy con trâu không ai dắt, mà tự nhiên nó biết về chuồng, bởi mỗi ngày đi lại thường luôn, nên nó đã thuộc quen đường xa. Mẹ đấy con thế đâu còn là, nghiệp mây là do cả thói quen. Quen thấp hèn sanh chôn thấp hèn, là đường Phật khó lên cõi Phật. Mẹ đấy con say mê vật chất, phải đi theo đường đất thế gian, lòng không ưa mến cõi niết bàn, thì đâu hướng chân sang đường Phật. Mẹ đấy con đây là tóm tắt, nghiệp lực hay dẫn dắt
thế nào. Vậy con ơi ráng liệu làm sao, đừng bị nghiệp trần lao lôi cuốn. Mẹ đấy con lừa cho phải luôn, thân không như rau muôn ơi con. Ráng tìm cho ra lối thương còn, lầm một kiếp khổ luôn nhiều kiếp. Mẹ đây con thân nên uổng tiếc, chớ ném vào những kẹt hôi tanh. Nên hy sinh vào chỗ cao thanh, cho nhân loại hoặc nền trung hiếu. Mẹ đấy con tiếc thân phải điều, chớ cho lòng bẩn biểu nơi thân. O bế thoàn dùng để làm chân, không có nghĩa quanh quần theo nó. Mẹ đấy con thân khi cần bỏ, thì bỏ ngay chẳng có dẫn vàng. Nói theo gương Đức Phật Thích Ca, mà đồng chỉ tất là đúng đạo. Mẹ đây con thân là quý báu, thân cũng là như thảo như rơm. Khi quý thì quý chẳng gì hơn, lúc rẻ phải rẻ không chỗ sanh. Mẹ đây con đạo thì cố hành, hạnh là hành của tánh từ bi. Lợi cho đời bất luận những gì, sẵn sàng để thi vi không tiếc. Mẹ đấy con đặt trên các việc, một trí thần suy xét kỹ càng. Sẽ tránh mình khỏi những nghiệp oan, việc không đến dở dang hối hận. Mẹ đây con biết làm bổn phận, không Phật tiên cũng đứng dễ thần. Ở phần nào xử vẹn lấy phần, đời đạo cứ thế không bãi hoài. Mẹ đấy con lợi và điều hay, cho linh hồn và cái xác thân. Hiện tại hay là vị lai phần, biết làm đúng biết ngân cho đúng. Mẹ đấy con điều này đem dùng, mới cho mình và cho chúng khắp nơi. Cứu riêng thân và cứu người đời, sống thảo thuận thác ngồi sen bao. Mẹ đấy con vì sao hành đạo, vì muốn cho dứt nẻo luân hồi, nên mọi điều tối lỗi đành thôi. Làm phước thiện trao dồi trí huệ, mẹ đấy con điều này không kể. Ba tạng kinh dù để nắm lòng, mì cũng chẳng hề đắc quả thành công. Chỉ đếm bạc của ông đại phu, mẹ đây con tâm luôn tự chủ. Ngoại cảnh không quyến rũ được lòng, thường được như một tấm gương trong. Soi các vật mà không nhiễm vật, mẹ đây con chủ tâm khi mất. Nghĩ khác nào như trong nước không vua,
Sự loạn ly nổi cả bốn mùa, cảnh rối khổ bao giờ cho hết. Mẹ đi con câu rằng cay nết, dù cho đem đánh chết không chừa. Chuyện xấu xa hãy ráng ngăn ngừa, quen rồi khó làm cho quên được. Mẹ đây con cần quan sát trước, rồi thi hành sao ắt không lầm. Thế nên đừng quên chủ lấy tâm, được vậy sẽ ắt làm nên đầu. Mẹ đây con nhà Phật giáo, phải gìn câu hòa hảo lẫn nhau. Đuốc từ bi đâu cũng rọi vào, dắt những kẻ đang lao trong tôi. Mẹ đấy con với răng là cội, lìa cội rồi bóng trái không sanh. Nếu luật nghi lòng biết chặt dinh, tất sẽ được đắc thành vĩ hòa. Mẹ đấy con nhớ câu hỷ xà, nên thư tha chứ già câu mau. Càng ghét nhau càng chuốc thảm sầu, chỉ có hại nào đâu có lời. Mẹ đây con khá suy nghĩ tới, mang phàm thân ai khỏi vết tì. Kẻ lỗi lầm biết hối cải đi, người ấy đáng nên ghi người tốt. Mẹ đây con cuộc đời sắp rốt, đạo hạnh cần vua gọt cho thường. Đừng nài chi những lúc nắng sương, sẽ kịp đến ngày trương bản ngọc. Mẹ đây con gần ngày thi lọc, sớm khuya nên đạo học cho xin. Ráng làm cho đẹp mặt tổ tiên, tên tuổi được nêu trên thư án. Mẹ đấy con việc trong chớp nhoáng, như màu rơi vào chén nước trong. Tục quá tiên nuôi quá ra sông, con gà hiến giữa trầm vàng trăng. Mẹ đấy con đảo màu miếng đằng, ai lời cay tiếng đắng mặt ai. Chữ tu hành cứ vẫn miệt mài, sống phận tớ lòng thầy cũng hà. Mẹ đây con gặp khi tai họa, hãy cho như viên đá mài dao. Mài có nhiều kim sẽ nên mau, lòng chẳng một mái nào buồn ba. Mẹ đấy con muốn cao đạo hòa, thân phải vui chịu cả khó khăn. Khó sống tâm thì phải làm bằng, khó nhớ lúc khổ nàng đưa lại. Mẹ đây con khổ hơn hết thầy, ý tưởng luôn thay mấy không ngừng. Nó tưởng điều nhờ sâu nhiều hơn, chỗ nào nó cũng từng leo tới. Mẹ đấy con thần tiên cảnh giới, ý tưởng này chưa gọi toàn trừ. Có lần vì do sự tương tư, trong nháy mắt ra người phàm tục. Mẹ đấy con khuây lên một phút,
Hồ mây trong cũng đục lái liền, trong lòng khi khởi sự đau điên. Bao nhiêu trí huệ liền mất hết. Mẹ đấy con gương trong đêm phết, chẳng còn soi thấy mặt phải không? Khi tham sân ấy cảm động lòng, trở tâm tôi hết thông dân già. Mẹ đi con hiểu rành đau cả, sợ dòng tâm hơn sợ tu đài. Tu đài làm khổ một kiếp nay, dòng tâm khổ sau này muôn kiếp. Mẹ đấy con gió luôn liên tiếp, ngọn đèn không dễ đốt phải chăng? Dòng tâm trần cứ mãi xung xăng, trí huệ khó khai thông cho được. Mẹ đây con chỉ nhìn vào nước, mà tự nhiên thấy được ánh trăng. Ấy là do mặt nước phẳng bằng, nên nó có sức năng hiện vật. Mẹ đây con người trong cửa Phật, phải lấy đây để thực hành theo. Sáu căn không bị sáu trần đeo, sáu thông sẽ về theo tức khắc. Mẹ đây con ngọc vùi trong đất, khiến trở nên màu sắc lu mờ. Hãy môi ra rửa lớp bùn nhơ, sắc ngọc vẫn sáng như xưa vậy. Mẹ đấy con cây viên ngọc ấy, bụi cát bao bọc lấy bề ngoài, chớ bên trong xưa cũng như nay. Vẫn trong sáng không sai không khác, mẹ đấy con lau xong bụi cát, ngọc sẽ ra sắc ngọc tự nhiên. Khi dứt rồi các mối nghiệp duyên, tâm ấy vẫn hoàn nguyên sáng suốt. Mẹ đấy con rửa dơ mượn nước, ngăn lỗi thì nhờ được giới nghi. Giới nghi lòng không phúc nào ly, đạo quả đắc có chi là khó. Mẹ đây con giới nghi nếu bỏ, như ngựa mà không có dây cương, làm sao dùng khi lạc bước đường? Tội lỗi sẽ vấn vương rất dễ. Mẹ đấy con sống trong cõi thế, mọi việc chi cũng dễ nhiễm ô. Phải xét thân mộng quyền hư vô, để thắng phục lòng ưa dục lạc. Mẹ đây con đời vì tạm xác, mà tạo ra tội ác phải không? Tạm xác khi hiểu chán nơi lòng, tội ác cũng sẽ không nảy nở. Mẹ đấy con muốn thân béo bờ, muốn tình yêu muốn có tiền tài, muốn gì danh chẳng kém thua ai. Thành ra lắm người gây nên tội. Mẹ đấy con thoáng qua thấy lời, nhìn kỹ thì có hại phi thường, chỉ làm cho thoa kiếp hiện đương. Bao nhiêu kiếp sau cam khổ bao,
Mẹ đấy con cố tâm hành đạo, nên chẳng thân quyển áo mà tu. Vì cuộc đời như cảnh lao tù, ngày đêm vẫn lo câu giải thoát. Mẹ đấy con biết ngoài quả đất có cõi tên cực lạc Tây Phương. Thân người bằng sen nực mùi hương, không bệnh lão không đường sanh tử. Mẹ đây con cõi kia đủ thứ, muôn vật chỉ đều có đến ngay. Cõi trần không thể sanh cảnh này, quyết tu để sang ngay cõi ấy. Mẹ đấy con khi qua bên ấy, nhìn lại đời sẽ thấy rùng mình. Ở trong thân của mỗi chúng sanh đầy dòi tựa hôi tanh khó kể. Mẹ đấy con đã là như thế, còn tranh nhau đủ kế đủ phương. Tánh xấu xa không thước đi đo lường, rốt rồi cũng thịt xương tan rã. Mẹ đây con không ai thông thà, ai cũng luôn có giả lo âu. Được hay thua đều chẳng sướng đâu, mà ai cũng lo cầu thân thôi. Mẹ đấy con thấy đời giả dối, buồn rồi thương đến đổi rơi châu. Ước rằng ai cũng biết quẩy đầu, để cùng hưởng được câu an lạc. Mẹ đấy con ai người được giác, nên đứng ra dìu dắt kẻ mê. Đồng tâm nhau đường thiện trở về, cho một kiếp xong tài nghiệp bao. Mẹ đấy con cùng nhau biết đầu, ai cùng đều ngây thảo một lòng. Nước Thái Bình dân sẽ thông dông, cõi tục trở nên bồng lai cành. Mẹ đấy con không nhân ngã tánh, lòng tham sân sẽ chẳng nơi sanh. Tham sân không không cuộc tranh giành, được vậy sẽ hòa bình vĩnh viễn. Mẹ đây con tóm ngăn câu chuyện, thế giới này sắp đến đổi dời. Qua sau cơn nước lửa đầy trời, người sống sót là người hiền đức. Mẹ đây con gắng công chi sức, nghi lo tu cho qua cuộc bể dâu. Để xem thần tiên trổ phép màu, lập đời mới khắp đâu cũng mời. Mẹ đây con không phao mà nổi, không cánh mà bay tới xa gần. Ấy là người đại thế giới tân, ai cũng vẫn hiền nhân thông thái. Mẹ đấy con ráng mà làm phải, để thần tiên hỏi lại bên mình. Trước là trừ được nạn ôn binh, sao khỏi các cực hình thế thảm. Mẹ đấy con lòng càng nhua nhám, càng cho thân dễ bám trong gai. Chừng qua sầu nam bắc đông tây, khổ ách đến dãy đầy khó trốn.
Mẹ đây con phước nhân căn bồng, khi tai nạn nên trốn vào đây. Của tiền đừng bả việc xí xài, nên làm phước dành ngày mai hầu. Mẹ đấy con việc tu được thấu, phước không trao huệ đạo không dồi. Khác nào người ôm giữ cái nồi, gạo thóc chẳng nước nôi cũng chẳng. Mẹ đấy con nồi không ăn đằng, biết không làm việc chẳng hề nên. Tuổi già gần việc thác kế bên, hãy liệu gấp chớ nên bế trề. Mẹ đấy con ơi chớ nề, ráng chịu loan hầu để cứu dân. Cứu được người dù phải mất thân, cũng vui vẻ lòng đừng ngần ngại. Mẹ đấy con đem thân tạm hoài, đưa linh hồn mà đến cõi niết bàn. Ấy là chân hạnh phúc vinh quang, nên sốc sẵn chớ toan lười là. Mẹ đấy con thân mình chẳng xá, quý trọng thân tất cả người đời. Tâm hồn này về có mấy người, kẻ có được đất trời cũng này. Mẹ đấy con từng lập thề, cứu chúng sanh khỏi bể luân trầm. Thân dù cho tan nát dập bầm, cũng hoan hỷ không tâm phiền nào. Mẹ đấy con chẳng từ bi đầu, đâu thương người khổ não trong đời. Biết thương người mới cứu giúp người, hy sinh cả cuộc đời chẳng tiếc. Mẹ đấy con tâm hồn siêu việt, con đem giao khắp hết mọi nơi, để cho người chưa tin mong đời có dịp cải sửa nơi hèn ua. Mẹ đấy con lời lành rộng bùa, cho đạo luôn nơi cửa chất người. Ý nguyện con thỏa mãn tốt tươi, Phật cũng được phỉ hồi mong ước. Mẹ đấy con cửa thiền sao trước, danh người là thấy cuộc khổ nhiều. Kẻ từ tâm phải ráng réo kêu, cho lão biết điều đạo đức. Mẹ đấy con những người đã thức, con ráng khuyên họ được thức luôn. Dù khổ lao dù lắm cảnh buồn, cũng ráng nhận cho tròn đạo cả. Mẹ đấy con kẻ chưa hôi quá, họ khác nào như cá ăn câu. Chẳng nhả ra sẽ mắc khỏi đâu, khá khuyên họ hồi đầu hướng thiền. Mẹ đấy con trẻ chơi mê gìn, con cho rằng nguy hiểm hay chăng? Với kẻ ưa tin việc ác gian, sẽ không tránh khỏi đàn khổ bao. Mẹ đấy con nếu không cơm cháu, xác thân không thể bảo sanh tồn. Còn không lòng hướng thiện quý chân, linh hồn tránh khỏi cơn đoài đoa. Mẹ đây
thấy con một lần sanh qua, dễ chuyển luân đến cả muôn lần. Phải ráng tu ngay cái hiện thân, để sao khỏi hẳn phần sanh tử. Mẹ đấy con càng làm hung dữ, càng chịu thêm đa sự nghiệp oan. Nở hồng trần lắm mối buộc ràng, không thể tránh khỏi đàn luân chuyển. Mẹ đấy con hay làm việc thiện, không ai thù ai oán đến mình, và chẳng cùng ai mắc tội tình. Tất nhiên được hồn linh thông thà, mẹ đấy con sanh trần hạ, muôn người không một kẻ thanh nhàn. Chỉ sống trong có một thời gian, mà phải liệu trăm bán giảng sự. Mẹ đấy con bởi nhiều nghiệp dữ, nên thường mang hung sự nhiều hơn. Không người nào được vẹn toàn thân, suy nghĩ kỹ phải chăng là khổ. Mẹ đấy con ngồi bên tỉnh đầu, thấy chúng sanh lớn nhỏ trong đời, chịu khổ lao không phúc nào ngơi. Lòng của mẹ vô hồi đau xót, mẹ đấy con không ai thoát lọt. Lo miếng ăn tâm mặt cho thân, phủ vào nào bè bán ái ân. Ngày nào cũng quay quần theo đó, mẹ đấy con miếng ăn không có, bụng trở nên đói khó vô chừng. Tấm mặt không đủ đắp che thân, thấy lạnh lẽo không dằn run rầy. Mẹ đây con lòng luôn thay mày, hết muốn này kế lại muốn kia. Dù những điều khó được trăm bề, lòng vẫn muốn không hề ngừng nghỉ. Mẹ đấy con mưu thần trước quỷ, lo sao thành như ý đã mong. Tội bao nhiêu cũng thị bằng không, độc ác khác nào trong tầm thuốc. Mẹ đấy con thân mưu lắm cuộc, mà cũng không sống được lâu dài. Chỉ làm cho thêm kiếp bào thai, lên cõi tạm chịu ngày khổ nào. Mẹ đấy con xét suy chu đầu, tất chán điều gian xảo phần nhiều. Vì nó không khiến kẻ thân yêu, còn số kiếp trôi theo bể khổ. Mẹ đấy con hãy mau tỉnh ngộ, lánh đường ta tìm ngõ chánh chân. Sớm chiều lo làm việc phước nhân, đừng chiều cái tâm trần dục vầm. Mẹ đấy con cuộc đời đã mong, nên mượn ngay kiếp sống hiện thời, để giúp người ở khắp mọi nơi, những lợi ích khi người thiếu thốn. Mẹ đấy con lấy thân làm vốn, để gây nhiều công lớn đức dày. Nên nguyện tu ngay một kiếp này, cho được đến Phật đài mới thoa.
Mẹ đấy con dù cho nhồi qua, tự nhủ lòng chớ giả nung nao. Càng khổ nhiều đau hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con mỗi khi nguy khôn, mà vẫn vui không đúng tim gan. Là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Mẹ đấy con thoải quen khi trước, nay bỏ đi là việc khó khăn. Bỏ được là mới thiệt chân tăng, linh hồn được siêu thăng do đây. Mẹ đấy con ráng mà nhẫn nại, buồn này qua rồi lại đến vui. Chớ bận lòng đến cảnh ngược xuôi. Hạ buồm giữa biển khơi rất ồn, mẹ đấy con mây bay nước cuốn. Chớ nó đâu hề đứng một nơi, hết khổ lao rồi đến thảnh thơi. Lời mẹ dạy con ơi nên nhớ, mẹ đấy con gỡ cho xong nợ. Qua kiếp này về ở lạc bang, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng. Không bệnh lão qua không đàn sanh tử. Mẹ đây con chính từng ngôi thứ, toàn hoa sen có đủ sắc màu. Cảnh an vui không sự khổ lao. Ráng tu niệm để mau qua đó, mẹ đấy con nói xa khó rò. Viết gần đây nên tỏ con hay, cõi ta bà chừng đến sau này. Trở lại cảnh bồng lai chẳng khác. Mẹ đấy con những người sắp thác, tự biết liền mang xác vào rừng. Ngồi dưới cây rồi tự bỏ thân, đất liền nứt tự chôn lấy xác. Mẹ đấy con tiếc trời luôn mát, người lớn cao gương mặt tốt tươi. Hiền lành và luôn nét vui cười, ai đều cũng đầy lời lễ nghĩa. Mẹ đấy con ráng mà trao trìa, làm sao cho được nhẹ tâm hồn. Để sau ngày biến đổi càng khôn, được sống sót hưởng phần thưởng ấy. Mẹ đấy con chừng tận thế giới, chẳng bao giờ chim thấy rủ lông. Các loại cây la ua cũng không, chẳng hề có mũi mồng chăm chích. Mẹ đấy con các loài răng rít, trong miệng không nọc độc như nay. Và không còn những loại cây gai, đâu đâu cũng toàn cây hữu dụng. Mẹ đấy con khắp đâu đâu cùng, nước biển sông như nước ao hồ. Vẫn trong không lẫn chút bận nhơ, cá vẫn lội không hề khiếp sợ. Mẹ đây con ngày đêm sáng rỡ, có trời trăng thay đổi luôn luôn.
Người vui không hề thấy cảnh buồn, ai cũng được thân luôn no ấm. Mẹ đẩy con lúa kia khỏi rầm, tự mọc lên nơi chốn ruộng đầm. Khi chín rồi có gió thổi lầm, tự bay thẳng vào trong kho dừa. Mẹ đấy con nhà không đóng cửa, không lo ai dòm ngó của ai. Chẳng một người nào bị thiếu xài, của rơi cũng chẳng ai thèm lườm. Mẹ đấy con lòng gian khi ươm, tự trong thân lửa đượm cháy ra. Trong phút giây là tự tiêu ma, vì thế kẻ xấu xa không có. Mẹ đấy con ráng theo hiền ngọ, để sống cho tới đó mà coi. Ai cũng đều tài phép hẳn hoi, tạo nên một cảnh đời kỳ bi. Mẹ đấy con nhờ câu đạo lý, khỏi tay ương khỏi bị trầm luân. Được coi đời màu nhiễm quyền thâm, của tiên Phật lập nên kỳ tới. Mẹ đấy con sang qua đời mới, mỗi nơi đều có cội long hoa. Dưới cội thường có Đức Phật Đà, vì sanh chúng nói ra pháp bảo. Mẹ đấy con nhiều người đắc đạo, có lục thông tự vào bốn phương. Nơi Phật Đà rộng mở đạo trường, nói nhiều pháp chưa từng nghe đến. Mẹ đấy con đến đây đang mến, càng mến càng đưa đến đau màu. Trải oan không hề bị buộc câu, dầu phải ở bao lâu không chàng. Mẹ đấy con gần ngày phán đoán, khắp nữ nam hãy ráng mà tu. Đến ngày kia sẽ được đền bù, những cực khổ từ lâu đã chiều. Mẹ đấy con đường trần bấn biểu, rốt cuộc là phải liễu theo trần. Nát linh hồn nát cả xác thân, điều ấy há lầm không biết tiếc. Mẹ đấy con những khi tận diệt, lửa khác hơn lửa thét thương ngài. Không vật nào đương nổi lửa này, vì thế chẳng mấy ai tồn tại. Mẹ đây con nước thường ngày chảy, vật nhẹ thì là nổi phải không? Những ngày kia có cuộc thủy hồng, mà vật nhẹ tớ sợi lông cũng đâm. Mẹ đấy con mùi thiền khi thấm, lửa không thiếu nước chẳng đấm thân. Thường có vị hộ pháp lâm thần, đứng sẵn ở bên thân che chờ. Mẹ đấy con mắt chừng khi mở, lạ nước non lạ cả đất trời. Pháp Phật tiên ngài khéo đổi dời, sự mau lẹ vẫn ngoài tưởng tượng. Mẹ đấy con có vàng muôn lượng,
cũng không qua được chốn ấy đâu. Chỉ có lòng biết hướng đảo màu mới qua được phía cầu bên ấy. Mẹ đấy con sự tu vẫn màu, mặc dù là ai có ghét ngứa. Được như vậy không sớm thì trưa, đạo sẽ đắc không hề sai chạy. Mẹ đấy con ráng cầm tay lại, để cho thân qua cái bể sầu. Mặt phong ba nhồi nhẫn đến đâu, vẫn bình tĩnh lo âu viết đào. Mẹ đây con vì câu hòa hào, mẹ thương con không rau mạch sầu. Nhưng đạo màu là vẫn đạo màu, núi to dễ ai đâu sâu ngà. Mẹ đấy con lo đường đảo cả, khác nào như tẩu mã cứu binh. Mẹ hứa rằng đảo sẽ đắc thành, nếu không thế mẹ đành chiếu đòa. Mẹ đấy con từ khi mọc da cho đến ngày hái quả phải lâu, chẳng trì tâm khô đất đau màu, ráng ngừa lũ bò sâu ở trè. Mẹ đây con khá suy cạn lè, những việc nào sắp sẽ làm ra, để tránh điều tà ác xấu xa. Bao nhiêu đó cũng là gần đủ. Mẹ đấy con sống sai chết ngủ, thương trần gian không chủ lấy tâm. Bị vô minh làm lắm sai lầm, khổ chẳng biết luân trầm thông thâu. Mẹ đấy con đeo mang trần câu, khó đưa thân qua thâu bên kia. Hãy mở ra cho hết nắng này, mới mong được giữa kề Đức Phật. Mẹ đấy con chúng đường mê giấc, việc ấy chưa được biết rõ ràng. Con khéo lời đánh thức thế gian, nên cô dứt nợ oan chớ kết. Mẹ đấy con làm cho người chết, hoặc hai người chịu việc thắm sầu. Ấy nợ oan chứ có tỏa cầu, con ráng nhớ để sao khuyên chung. Mẹ đấy con đời như tim lùng, sớm muộn gì nó cũng tắt đi. Rời thì an, nếu nhiễm thì nguy. Sự như thế không suy cũng biết, mẹ đấy con nói cho cản việc. Kẻ bất lương như rác trong thùng, mà chỉ đợi ngày đem đổ là cùng. Cũng nên biết để lòng hối cải. Mẹ đây con cái thùng rác ấy, chờ ngày đầy sẽ quải ra sông. Ngày giờ kia phải đến chẳng không, đời này kết cuộc đầm như thế. Mẹ đấy con tốt thì dành để, xấu thì quăng là lẽ xưa nay. Chừng lấp đời cũng giống như vậy, công giải mất thẳng ngay còn lại.
Mẹ đây con thiếu chi vật quay, đợi ngày ra giết hại đứa hung. Chết cách này cách khác không cùng, mày nên cải hồi mới mong tránh khỏi. Mẹ đây con bỗng nhiên có khỏi, từ trên không bay tới khắp nơi. Kẻ người vào thì quỷ cuộc đời, chất độc mây đất trời cũng tham. Mẹ đây con mưa qua một đám, đủ gây nên bệnh hoạn chết người. Số mạng đâu có mây tất hơi, thương ba tanh sống đời khó sống. Mẹ đây con khác nào trứng mầm, nhà rớt ngày trên đông đã sành. Mây lại xanh trong đám bất lành, càng dễ khiến mạng căng thêm ngăn. Mẹ đây con sắc chỉ tuy nặng, nhưng nghiệp mê ba tánh còn hơn. Làm chìm sâu dưới đây bể trần, từ vô thị đến thân hiện tại. Mẹ đây con vô biên thế giới, không tử sanh không cái đau sầu. Người thường vui chẳng sự buồn rầu, cõi trần tục có đâu sánh kịp. Mẹ đây con đã muôn triệu kiếp, còn nằm trong biển nghiệp mây này. Không tìm qua những cõi bền dai, có đáng hổ thẹn hay là chăng? Mẹ đây con cũng còn thể đành, kể từ đây sốc sắng lo tu. Sớm với chiều hai buổi công phu, tất nhiên biển khổ sầu quá được. Mẹ đây con thuyền từ chất rước, những người nào lầm được hiền lành. Con ơi nên khuyên khắp chúng sanh, nên sớm bỏ tánh tình hung dữ. Mẹ đấy con muốn thân vô sự, chớ gây điều hung dữ với ai. Đức có nhiều thân được lâu dài, sao thông thả mà nay cũng dừng. Mẹ đấy con thuyền từ không bừng, những kẻ nào còn nắng nghiệp trần sẽ tự rơi chìm đắm mất thân. Việc chi cũng ráng thân tội phước. Mẹ đấy con gặp khi cuộn nước, bát nhã thuyền đi rước khắp nơi. Chìm hay không tội phước đỉnh rồi, chẳng hề bỏ một người nào cả. Mẹ đây con khả mau sửa dạng, cho sạch trong như đóa hoa sen. Tuy sống trong xã hội đê hèn, mà không bị ố quen trí nào. Mẹ đây con nhất tâm với đầu, mặc cho ai khảo đạo cách nào. Vẫn xem thường lòng chẳng đúng nào, ngọc càng vua sắc màu càng tốt. Mẹ đây con mẹ xin nói rốt, nhẫn nhục là nòng cốt sự tu. Thiêu nó là đạo hạnh mờ lưu, con nên biết để âu trọn đào.
mẹ đây con nhà Phật giáo lành hơn người và tháo hơn người. Gặp đắng cay cũng vẫn vui cười, sức bền dẻo không nơi so đò. Mẹ đấy con lành nào không bỏ, phước nào dù rất nhỏ cũng làm. Khó khăn nào cũng nhẫn chịu kham, chân Phật giáo phải làm như thế. Mẹ đây con vì câu hiếu đệ, đành quên đi thân thế nhọc nhằn. Sớm chiều lo việc Phật Pháp Tăng, cứu cha mẹ siêu thân tịnh đầu. Mẹ đây con vì thương chúng khổ, chỉ công tu cho tỏ ngộ lòng. Để dắt dìu những kẻ chưa thông, sớm được bước qua sông mê khổ. Mẹ đấy con kẻ yêu quốc thổ, đem lời lành dạy dỗ muôn dân. Khiến cho ai cũng biết tu thân, nước không rối lòng dân thành một. Mẹ đây con từ trong não cốt, mơ thương yêu người nên thốt lời lành. Quỷ thần nghe cũng phải nể danh, và công đức lớn không số kể. Mẹ đây con trong khi nói kệ, loài quỷ ma cũng để tay vào. Nếu trong lòng khởi niệm trần lao, sẽ bị chúng phun vào mài mặt. Mẹ đây con lòng son một sắc, nghe tin nói ra cảm khắp mười phương. Chỉ một đời lo liệu khói hương, vĩnh kiếp được về nương Phật quốc. Mẹ đấy con ngày qua rồi mất, chậm trễ e không kịp tuổi già. Lòng nhớ luôn sao chữ Di Đà, không tôn kém được qua cực lạc. Mẹ đây con chung sanh hạ mạc, nếu không lo giải thoát kiếp này, hồn xác tiêu muôn kiếp sau đây, khó mong thấy được ngày khoái lạc. Mẹ đây con sống theo bóng ác, nay còn đây mai thoát lá thường. Chúng sanh nên sớm biết dọn đường, đừng đợi trước diêm vương mới hồi. Mẹ đây con gây cho lắm tội, như bị cầm mà lỗi sông sâu. Sẽ đắm chìm khó tránh khỏi đâu, hãy xét kỹ rồi âu chừa đây. Mẹ đây con chưa lầm tội tệ, như chậu hoa nơi rễ có sâu. Hãy trừ đi chớ có để lâu, cõi rễ dứt qua xào cây heo. Mẹ đây con một đời lạc nẻo, nỗi khổ lao sẽ kéo muôn đời. Mỗi đau màu nay gặp phải nơi, kha nắm chặt chứ rời phút chốc. Mẹ đây con đúng kỳ lửa lọc, con của ai nay bọc đem về. Thứ nào theo thứ nấy một bề, con ơi khá đi về đường chanh.
Mẹ đấy con lóc lửa đủ cành, mượn lửa hồng để đỉnh vàng thao. Thật tu hành đừng nại lâu mau, dễ khó cũng dình câu đạo lý. Mẹ đấy con đừng nản chí, dù bỏ thân chơi phiền hận, sẽ có thân sen bao tốt hơn. Chớ đâu có mất luôn mà ngày, mẹ đấy con đem manh áo dài, đổi thiên y sao lại không mừng. Vui đem thân ô uế nhục trần, đổi lấy cái chân thân diệu tường. Mẹ đấy con thương con vô lượng, đâu nỡ xô con xuống hầm sâu. Việc đã làm mẹ rõ đuôi đầu, và lời mẹ chẳng sai đâu ở trẻ. Mẹ đấy con nói cho cạn lẹ, để cho con cõi bẻ tâm nghi. Hăng hải lên lo lắng đau nghì, đường tu được bàn đi đến chốn. Mẹ đấy con cõi đời chốn rộn, bị lời danh làm hỗn lắm người. Kẻ tu hành ráng giữ tốt tươi, kẻo uổng mấy năm trời đốn cùi. Mẹ đấy con kìa trên chót núi, có con chim đã nổi từ lâu. Đến chừng khi có mau thấm vào, nó vùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường. Và mỗi lần canh nó quạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ đây con trên trời chim hát, dưới nước thì có các cá hung. Thương chúng sanh nạn ách khắp cùng, mà chết hết chính sống không tới một. Mẹ đây con thần tiên phải ngốt, thấy người nằm ngang dọc chật đàn. Mạng ngăn như là bọt nước giang, mới sông đó rồi lăn chết đò. Mẹ đấy con bát tiền dù có, lúc rối loạn cũng khó bảo thân. Đang chán thay nơi cõi hỏng trần, người cùng sợ nhau hơn sợ cột. Mẹ đây con sống luôn thòi thộp, sống buồn rầu sống sốt ruột gan. Sống trong lòng chẳng ngất khóc than, là cảnh sống thế gian hiện tại. Mẹ đây con sống trong kinh hải, sống khác nào chùm gởi trên cây. Chẳng lo tu cho giải kiếp đại, còn ngồi đó đợi ngày nào nữa. Mẹ đấy con Phật ngày mở cửa, nên bước vào trong đó mà xem. Rất an vui suốt cả ngày đêm, việc lo sợ não phiền không có. Mẹ đấy con trong tù ngoài ngõ, đâu là vui đâu khổ hỡi con. Cõi trần lao cứ chết lẫn mòn, sao chưa lánh hãy còn ngồi đó. Mẹ đây con muốn ra khỏi ngõ, phước huệ là chìa khóa con ơi.
sớm mở ra sớm được thành thơi, đừng chờ sắp tắt hơi mới liều. Mẹ đấy con chúng sanh liệu điều, mến việc này bận biểu việc kia, khỏi tinh thần mẹ mong phân chia. Từ lâu kém số về đạo đức, mẹ đấy con muốn tu có một, muốn việc đời có chút lần hơn. Ấy phần đông của kẻ tay trần, nên sự khổ chưa phần nào giam. Mẹ đấy con viết đời thì bám, viết đạo thì chẳng cảm giao lòng. Đi chân không nhẹ lỗi trên trong, thường sanh chúng quá lòng mê mùi. Mẹ đấy con từ đây đến cuối, chẳng bao lâu sẽ tới bên mình. Con ráng đem tiếng kể lời kinh, khuyên kẻ kém đức tin đạo lý. Mẹ đấy con đợi qua giờ tí, việc đã rồi hết chỉ hết khuyên. Giờ này qua giờ khác đến liền, cơ trời chẳng đợi riêng ai cả. Mẹ đấy con tưởng đồng cốc đá, phép yêu ma khéo quá nên người. Nay một hai chừng ấy khổ mười, kẻ bảo ác không nơi trốn tranh. Mẹ đấy con đêm không trăng ánh, đâu cũng đều bị cảnh xa mù. Tai nghe đầy những tiếng chó tru, bóng người lọt hình đâu không thấy. Mẹ đấy con kẻ xem bóng ngay, nếu như sanh sợ hãi trong lòng, sẽ tiêu hồn lạc phách chẳng không. Hãy bình tĩnh một lòng niệm Phật, mẹ đấy con mặt trời vừa khuất. Gió từ đâu thổi tắt ngọn đèn, khi yêu ma lạnh đến rung em. Cảnh trần bóng trở nên địa ngục, mẹ đấy con chỉ trong giây phút. Người ra ma ra khúc xương tàn, như củi vào lò cháy ra than. Tiếng Phật khó cứu an kẻ dữ, mẹ đấy con loài người ăn thù. Loài thú ăn người sự có ư, cùng có loài quỷ thích máu người. Kẻ vô phúc để rơi vào nó, mẹ đấy con xét suy cho rõ. Chúng sanh như cá rõ khác gì, ai muốn ăn thì cứ bắt đi. Ăn chẳng thấy thấy nguy trước mắt, mẹ đấy con ráng tu cho đắc. Quyết làm cho thần thức thay sen, xa hẳn đời giả dối thấp hèn. Lúc nào cũng bình yên thanh tình, mẹ đấy con một đời tu chính, sẽ thành công nhất định không sai. Giải thoát rồi mới được thành thai, con ơi ráng dồi mài cho kỳ. Mẹ đấy con rơi vòng ma quỷ, như bướm sa vào chỉ nhện văng. Lòng muốn ham mỹ cũng ráng dằn, đừng để mất thiện căn ở trẻ.
Mẹ đây con từ con xa mẹ, ngót muôn thu khổ đã dường bao. Giờ không ly khổ đợi chừng nào, sớm chẳng tính muộn sao liễu kịp. Mẹ đây con có chữ Phật tiếp, sự tu hành dễ đạt đạo màu. Qua hội này khó kiếm được đâu, con nếu biết khả âu khuya sớm. Mẹ đây con phải cho lì lòm, xuống cũng đi gai bơm cũng đi. Yêu chặn đường ma quỷ làm nguy, cũng tiên tới chứ khi nào thôi. Mẹ đây con cứ đi một lối, đường bao xa cũng tới chỗ nơi. Được nhất tâm không giả đổi dời, sẽ thành tựu đúng nơi mong ước. Mẹ đây con thấy nghe đổi ngược, nghe trong lòng thấy suốt trong lòng. Động tình gì cũng được rõ thông, lòng chẳng chút nào không nghe thầy. Mẹ đấy con khi lòng nghĩ quấy, ráng chừa ngay không đợi làm ra. Luôn gạn lừa sạch những niệm tà, tai mắt chứ lãng qua một phút. Mẹ đấy con như mèo rình chuột, hãy thấy ra liền chập bắt ngay. Trị tà tâm cũng giống thế này, cõi lòng sẽ có ngày thanh tịnh. Mẹ đấy con tự thân nghiêm chỉnh, chớ tha mình trở tánh bất lương. Ác thì trừ, còn thiện thì ương, thân tâm vẫn được thường xem xét. Mẹ đấy con khi mây đã vẹt, tự nhiên xem rõ mặt trăng tròn. Dòng tâm không một mãi nào còn, tức sẽ được thấy chân diệu tánh. Mẹ đây con trong lòng luôn rành, không bận nơi các cảnh trần lao. Sắc cũng không không cũng không nao, được vậy tất nghiệp nào cũng khỏi. Mẹ đấy con phải cho cứng cỏi, đừng nghe theo tiếng gọi dục tâm. A-di-đà-phật nhớ niệm thầm, dù đi đứng ngồi nằm không dứt. Mẹ đấy con niệm khi thuần nhất, các dòng tâm tự mất liền khi. Mặt nước hồ trong trẻo phẳng lì, bóng trăng hiện sao chi cũng hiền. Mẹ đấy con ráng mà chuyên luyện, trước khó khăn sao đến dễ dàng. Các niệm sằng tưởng quay liền tan, còn một niệm Phật hằng nghe rõ. Mẹ đây con sống còn bấn nhỏ, mắt mày kia cũng khó thấy rành. Trong lòng cần phải thật tình thanh, trí huệ mới phát sanh ra được. Mẹ đây con niệm này khởi trước, các niệm sau lũ lượt nối theo. Lượng trước bò kế lượng sau theo, tâm cứ thế làm sao tỏ ngộ. Mẹ đấy con bị nhiều cám dỗ, ít ai đi đến chỗ cuối cùng.
phần đông thường xa ngã nửa chừng, quá vừa nụ là phân vừa hết. Mẹ đấy con phân không cây chết, mẹ trông vào rất tiếc vô hồi. Chịu khó đi tí chút nữa thôi, nếu dừng lại nước nôi đâu có. Mẹ đấy con chỉ bao lẽ đó, con ráng suy cho rõ mà hành. Cuộc thế gian như sợi chỉ mạnh, hãy liệu gấp chứ nên chậm trễ. Mẹ đây con chén kia khi bể, dù khéo tay không thể gắn liền. Quả đến rồi niệm Phật sao yên, lùi hơn sự tiến lên là khổ. Mẹ đấy con vắng người trên lầu, trong nhà không kẻ ở điều hiu. Sợ người như gà nó sợ dìu, cảnh ấy sẽ còn dìu chưa hết. Mẹ đấy con nếu là phải chết, nên chết cho rạng tiếc con người. Chết vì điều lợi ích cho đời, chết ấy sẽ sống hoài ở trẻ. Mẹ đấy con nhìn nơi mẹ, chết mất hay là kẻ sống còn. Hiện mẹ đây đủ cả xác hồn, đã gọi tử mà tồn là thế. Mẹ đấy con xác thân của mẹ, bằng hoa sen làm thế đấy ư? Vẫn thường còn không hoại không hư, không bệnh tử như người phàm tục. Mẹ đấy con sen làm cốt nhục, nên nhẹ nhàng không chút nắng nề, lại cũng không uế trước ủ ê. Lúc nào cũng mùi quê bát ngát, mẹ đấy con dừng mấy một đát. Vẫn chờ ngay được xác thân này, khác hơn thân xác trẻ trần ấy, nắng nề lại thêm đầy dơ dây. Mẹ đấy con quay mặt lại, ngõ phương Tây sẽ thấy rõ ràng. Mọi người đều thân một sắc vàng, thân ấy cũng bằng sen như mẹ. Mẹ đây con người đều vui vẻ, không một ai là kẻ buôn rầu. Trên mình đeo đầy hộp bửu châu, sáng đẹp mắt trời đâu sánh kịp. Mẹ đây con ráng tu kiếp kiếp, ngày gần đây Phật tiếp đưa về. Sẽ được thân bằng đóa liên quê, cũng như mẹ khỏi bề sanh tử. Mẹ đấy con chơi làm hung dữ, chuyên một lòng lo sự hiền lành. Niệm Di Đà tướng niệm giảng sanh, cứ như thế mà hành thì được. Mẹ đây con bước đi tới trước, tuy không xa nhưng phúc trong gai. Dù sao sao con cũng chớ này, chừng lên đến Phật Đại Bồ Lai. Mẹ đây con thương con khờ dại, bị vô minh bẻ lái từ lâu. Mê những điều chẳng đáng chi đâu, mà chịu khổ chịu sâu tràn ngập. Mẹ đây con bước qua lâm dấp, giờ tỉnh ra mới khiếp giường bao.
mạng sống như cánh cổ kề dao. Xưa đã thế nay nào khác thế, mẹ đây con đừng nên chậm trễ, biết rồi hành kẹo để muộn màng. Thân kia như hoa nở rồi tàn, chớ đợi lúc vào quan mới hồi. Mẹ đây con ngày giờ đi tới, chớ nó đâu có thổi bước nào. Đừng quẩn chân theo việc trần lao, hãy tu niệm cho mau giải ách. Mẹ đây con thường ban đủ cách, ni thoảng như không siêu Phật siêu thần, cũng làm người ở cõi thượng quân. Muôn năm được hưởng thân an lạc, mẹ đây con ở nơi lầu cát, đâu bằng nơi giải thoát khổ nạn. Thế nên cần vào cõi niết bàn, chớ màng cõi thế gian hữu hàng. Mẹ đây con vua lành tôi sáng, như là cõi đời ở đoạn kế đây. Nước thái bình dân được thành thay, tốt đẹp sanh hơn ngày nghiêu thuần. Mẹ đây con đầu chưa đặng chứng, sang đời này tinh tấn tu thêm, thì nấc thang đạo quả dễ lên. Ở con chớ nên quên điều ấy, mẹ đây con nhưng lòng mẹ đây, muốn sao cho đương tại thân này. Tu hành cho công đức đủ đầy, sớm được có đi ngay về Phật. Mẹ đây con mang phàm xác chất, nặng nề và chất ngất ưu sầu. Mây thì nhiều ngỗ ít ai đâu, cả khi bị mắc câu khó gỡ. Mẹ đây con đời không nên rớ, bởi nó còn hơn mỡ hơn keo. Nếu khinh thường bị nó dính đeo, chừng ấy lắm khiểm nghèo bao phủ. Mẹ đây con ngủ thông có đủ, có nhiều tiếng đã rủ tay trần. Bị lợi danh bị sự ái ân, làm mất cái tinh thần sáng suốt. Mẹ đây con chừng khi gặp cuộc, mới biết rằng nhận được hay không. Lúc bình thường ai cũng tiền ông, nào ai chịu cho mình rằng giờ. Mẹ đây con chỉ trong phút hờ, cũng đủ làm xa ngã được rồi. Quanh mình luôn có nhựa có mồi, thường bị nó cuốn lôi rất dễ. Mẹ đây con ở trong cõi thế, mà sạch trong như thể tuyết sương. Kẻ ấy đâu phải kẻ phàm thường, mà họ chính là đương tái Phật. Mẹ đây con chỉ ăn với mặt, cũng đã làm gây giặc trong lòng. Huống chi còn lắm chuyện bao đồng, nên khó được tâm không vì thế. Mẹ đây con gọi rằng sầu bê, nỗi sầu ưu biết kể sau cùng. Rơi vào đây do nghiệp dữ hung, kiếp rồi tạo hoặc trong nhiều kiếp. Mẹ đây con rơi vào lắm dịp, còn nhảy ra thì ít gặp khi.
May mắn nay được gặp thời kỳ, có thuyền Bát Nhã đi rảo khắp, mẹ đây con bước lên cho gấp, kẻo hút qua khó gặp lần hai. Con lành duyên nay đã đúng ngày, Phật xuống cứu ra ngoài biển khổ. Mẹ đây con hãy mau hối ngộ, thoái đây hẹn nên bỏ xong đi. Mọi việc đời đừng nhiễm món chi, theo dõi gót từ bi chớ lạc. Mẹ đây con gió qua một lát, la úa vàng hầu hết đều rơi, rơi thì nhiều đậu chẳng mấy người, buồn lòng giá của người quân hà. Mẹ đây con có ai xa ngà, ráng khuyên cho cải quá phận nào. Và trị thân chứ ngã theo sau, cầm rồi nhổ lên nào có trai. Mẹ đây con tự tay cầm lại, đừng để ai đổi sai hướng về. Một phen này bị ngán giữa cây, sau sẽ hết lo bề chìm đâm. Mẹ đây con ngồi mà suy gầm, lần nhớ ra từ đoạn trong đời, những điều thường làm nước mắt rơi, có thể nói là nơi tình ai. Mẹ đây con tình gây cuồng dại, trí ra ngu khôn lại ra khờ. Lòng lúc nào cũng rối giường tơ, nhớ tưởng mãi không giờ nào dứt. Mẹ đây con tình gây giận tức, khi bị người cướp giật mất đi. Nỗi lỗi đình còn biết kể gì, chừng ấy tội lỗi chi cũng mặc. Mẹ đấy con tình duyên bị cắt, lòng thì đau nước mắt thì rơi. Miệng không ngừng trách đất than trời, cơm nước bỏ nghỉ ngơi cũng bỏ. Mẹ đây con tình khi vương non, mất tự do như bỏ vào tù. Đi đến đâu vào ở nơi đâu, lòng cứ mãi để vào nơi đó. Mẹ đây con việc chi cũng bỏ, tâm trí muôn rối bỏ theo tình. Được yêu đương cũng dập bầm mình, bị bác đãi thân hình tiều tùy. Mẹ đây con tình không dễ trì, giữ sao cho khỏi lũy vì tình. Phải sợ hơn sợ lũ yêu tinh, lòng chớ có dễ khinh mà mắc. Mẹ đấy con cho nên chữ sắc, trong sáu trần Phật sắp đứng đầu. Nó có luôn tiếng nói ngọt ngào, có hương vị thêm vào mềm mại. Mẹ đấy con khi người chạm phải, mê thì nhiều tính lại ít người. Tội lỗi lần lượt dắt đến nơi, các mối nghiệp lần hồi siết chặt. Mẹ đây con tâm chưa cầm chặt,
chớ lân la vì sắc tốt hơn. Tâm gái trai khi hết biệt phân, chần ấy mới là chân vô ngày. Mẹ đây con khổ trong thế giới, khổ vì tình hết bảy phần mười. Thắng điều này dễ thắng các nơi, mẹ dặn kỹ con ơi ráng nhớ. Mẹ đấy con mắt tay là cửa, các việc đều từ đó mà vào. Lấy trí suy canh giữ khích khao, chở cho các quỷ vào trong nửa. Mẹ đây con hãy nên mỗi bữa thường hồi quán xem sửa nơi lòng. Ý xấu vừa khởi đã trừ xong, các tội ác sẽ không sanh nở. Mẹ đấy con người không mang nợ, ăn ngủ không lo sợ đến ai. Trong lòng khi chẳng bận nó này, chỗ nào cũng khứ lái thông thà. Mẹ đấy con mộng trong giấc ngủ, phải chăng con thấy đủ hay không? Khi hồn lìa khỏi xác cõi hồng, cũng có cảnh có thân như thế. Mẹ đấy con điều này mẹ kể, muốn cho con không thể nghi ngờ. Rằng chết rồi là mất hết đi, xác cũng chẳng hồn thì cũng chẳng. Mẹ đấy con nhận cho chắc chắn, chết thân không chết đặng linh hồn. Nhiều cánh màu ở ngoài càng khôn, kẻ có phước thì hồn đi tới. Mẹ đây con áo quần khi cõi, không đớn đau nhức nhối phải chăng? Một khi người đắc đạo bỏ thân, cũng như cõi áo quần chẳng khác. Mẹ đây con không nên sợ thác, ngoài cõi này còn các cõi màu. Gửi linh hồn chẳng thiếu chỗ đâu, chớ tiếc cõi tám sầu gây tội. Mẹ đây con phước càng dư bồi, càng được sanh vào cõi thanh cao. Như có tiền sung sướng sang giàu, con nghèo chịu khổ lao rách nát. Mẹ đấy con hồn lìa khỏi xác, liền sanh qua cõi khác phận nhiều. Cõi quỷ thần hoặc cõi cao siêu, loài người hoặc đi theo thú vật. Mẹ đấy con ấy là sự thật, ví như người vừa lột áo này, tất nhiên là áo khác liền thay. Áo lành hoặc áo đầy rách ra, mẹ đấy con nên chạm già. Những lỗi nào mẹ đã nói qua, để lập công trong cõi ta bà. Ngày mượn tạm xác diều mà sanh chung, mẹ đấy con đời như nhót mùng. Sớm muộn gì nó cũng ra cùi, nhiều khổ sầu nào thấy an vui. Há không chán còn chui đục mài. Mẹ đấy con ta bà thế giới, từ vật chi cũng hãy được người.
lọt thu hầm bị xé ăn tươi, rơi miệng cá bị nhói bị nút. Mẹ đấy con đeo mang xác nhục, ngoài mũi mầm trong nhúc lại sơn. Sự nguy nàng có khắp bốn bên, đâu bị cõi Phật tiên vô sự. Mẹ đấy con không nên do dự, hãy tận tâm tu thử kiếp này. Nếu không thành mẹ chịu bỏ thay, không còn ở nơi Tây Phương Phật. Mẹ đấy con ấy lời hứa thật, con đừng lầm ngờ vực nữa ư. Giữ gìn cho tâm được nhất như, mẹ đợi trẻ quy cứ cực lạc. Mẹ đấy con xem người đang khát, không muốn gì hơn bát nước trong. Nước càng chưa được uống càng mong, tụ như thế thành công ở trẻ. Mẹ đây con bụi đầu mạnh mẽ, sao ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Chẳng bao giờ gặp Đức Thế Tôn, con ơi cũng nên nôn dơ biên. Mẹ đấy con một vợ mây chuyển, suốt ngày mưa mưa đến lấy đường, lỗi lầm trong nhất khắc vẫn vương. Sự khổ não kêu luôn ngày tháng, mẹ đấy con kia là vàng vàng. Chính là bờ giác ngạn đó ư, dù mỏi mê gần muốn quỷ người, cũng ráng gượng tới nơi chớ bò. Mẹ đây con việc đâu thường có, bút muôn năm mới nhỏ một kỳ, đau gấp rồi lấy nỡ bỏ đi. Uổng hơn mất vàng y muôn nén, mẹ đây con ráng tu cho vẹn, cùng Phật tiên đứng chén bồ đào. Có lâm lân quy phụng chầu bao, cảnh bao quý trần lão đâu sanh. Mẹ đây con từ lâu khổ hành, chừng ni là thời thảnh vô cùng. Nhẹ mình đi dạo khắp không trung, làm vị tự tại thân Bồ Tát. Mẹ đây con chỉ trong chốc lát, từ phàm phu đổi bậc thánh nhân. Dạng sự do phúc đức là hơn, con ơi chứ nên sờn đạo lý. Mẹ đấy con phải cho thành ý, từ trong tâm tu chỉ ra ngoài, hãy coi thường những sự đắng cay. Hào quang giữa lâm bài sẽ thấy, mẹ đấy con nên nhớ lại. Thuở kia con làm đại tướng quân, lúc đấu gươm với kẻ địch nhân, vì nháy mắt bỏ thân trên ngựa. Mẹ đấy con người tu thường bữa, trong khi ngồi tưởng nhớ Di Đà, giống đồng thường tự nháy mắt ra. Con nên biết để mà ngừa dữ, mẹ đây con đối vào các sự. Thiếu xét suy một tí không nhiều, thường lỗi lầm sanh biết bao nhiêu. Con ơi phải cho nhiều thận trọng,
Mẹ đấy con đời như dây mộng, mà gặp nơi mưa lớn xối vào, quê nay hư rồi hư tuốt đến sau. Hãy liễu lượng rành câu thành bài, mẹ đây con khổ lao chớ này. Sớm hướng dân chiều lại khấn nguyện, cầu xin cùng chư Phật thánh tiên độ cho được khỏi miền trần tục. Mẹ đấy con tu không hẹn lúc, ngày tháng nào và phút giờ nào cũng vẫn tu không giả lãng sao. Được như thế Phật nào không cảm. Mẹ đây con người nằm trong khám mà, trong lòng luôn muốn đặng thả ra. Con ơi người trong cõi ta bà, cũng ráng muốn được mà giải thoát. Mẹ đây con dù muôn lầu cát, hay là nhiều dĩ mục kỳ thinh, cũng chỉ là tám vật tám hình, đâu trường cửu mà đem giả mến. Mẹ đấy con nghĩ suy cho đến, sẽ thấy lầm ưa mến tiêu tan. Lo tu hiền cho giải nghiệp oan, không còn muốn tạo toán nần nờ. Mẹ đấy con chỉ nên lo gờ, chớ nên gây cho mơ rối thêm. Ý tưởng và lời nói việc làm, mà tránh cho khỏi lỗi lầm nhiều ít. Mẹ đấy con những gì chẳng chịch, ngăn ngại điều đạo đức trong lòng. Hãy lấy gươm trí huệ cắt xong, để quy nhất tấm lòng tưởng Phật. Mẹ đấy con không còn mây nấc, ráng mà leo chớ tuột nửa chừng. Con nên thì lòng mẹ vui mừng, con hư mẹ vô cùng buồn tôi. Mẹ đấy con được đi đến cuối, tất đáp xong các mối trọng ân. Nếu lỡ làng hổ thẹn tâm thân, việc tốt xấu phải cần xử trí. Mẹ đấy con chẳng an ngôi gì, xuống hồng trần vì nghĩ đến con. Há để lòng mẹ luôn hiểu vốn, không đáp lại cho tròn hiếu đạo. Mẹ đấy con hung như béo cao, vào chuồng rồi khó tháo tung ra, để tâm hồn bị lót đường tàn. Khó gặp dịp để mà trở bước, mẹ đây con trai gần ăn được. Ráng ngăn ngừa chiếm chuột cho thường, đảo gần thành hay gặp ma vương. Đừng để chúng nửa đường xấu ngã, mẹ đấy con sắp mới nên đạo cả. Thường có hào quang cho Tây Đông, các ma vương sợ hại giống dòng, nên cô phá cho không thành tựu. Mẹ đây con chung khơi thoái cựu, nào gái xinh nào rượu thịt ngon, nào tiếng đàn tiếng sao vêu vôn, nào các tía lầu son đủ thứ. Mẹ đấy con đủ phương câu nhữ, cho đến trong giấc ngủ không chừa. Chẳng trí suy dễ bị gạt lừa, khiếu huệ mất đạo cơ cũng mất.
Mẹ đây con, trong khi buồn bực thường rơi vào các cuộc truy quan, lấy thế thường làm sự uy an, sẽ dễ phạm vào đàn tối lồi. Mẹ đấy con, việc buồn đưa tới, mượn giảng kinh làm mối giải buồn, hoặc trị tâm tưởng niệm Phật luôn, buồn sẽ khỏi khỏi run đường quay. Mẹ đấy con, ma thường hay khuấy, ráng giữ gìn kéo phải lạc lầm, lưỡi chúng khi người bị dương nhầm. Công tu luyện mấy năm cũng phùi, mẹ đây con một mai mười rồi, phải nghĩ suy chứ dối điều nào. Hư phạm rồi sửa lại chẳng mau, và còn có biết bao việc hài. Mẹ đấy con, suy đi xét lại, ít lắm là cũng phải ba lần, rồi thi hành sẽ ít lỗi thân. Nên dè dặt cho cần như thế, mẹ đấy con nghiệm suy đau đề, mà còn chưa chắc lẽ không lầm. Nếu bướng càng dễ bị dấp lâm, người hiểu đạo càng tâm thận trầm. Mẹ đấy con, cho tâm hùng giống, việc nào khi xét đúng thì làm, mà dù nguy nan thế mấy cũng cam. Cứ một mực lo làm như ý, mẹ đây con lầm mong được phì, là nhờ nơi hữu chi mà ra, đừng để thua chúng bạn gần xa. Ráng có mặt trên tòa long hồi, mẹ đây con một cơn gió thổi, xác lá rơi về cõi không lâu, việc bất ngờ sai tới biết đâu. Còn ơi ráng bền câu đạo đức, mẹ đấy con do thần thông lực, trong phút giây nuôi nức đã tan. Phàm ai ngờ trong chốn rừng quang, lại được có đền vàng cát ngọc. Mẹ đấy con, đất liền sông mộc, cầu bắc ngang không y cột rất xinh, toàn là do những phép màu linh của tiên Phật lập thành tất cả. Mẹ đấy con, đồng quán sơn giả, trong khắc kỳ biến hóa thành đô, mọi việc đều ngoài sức mưu đồ. Con ơi mãi quyền cơ nhắc nhiệm, mẹ đấy con thành lòng tu niệm, sẽ có ngày diễn kiến cảnh này. Người hiền lành với kẻ thảo ngay, được đưa đến nơi đây trường hương. Mẹ đấy con, Phật đâu hẹp lượng, lập cõi thanh để thương người hiền. Niềm bức màn kia gần được vén lên, ráng nhân hậu chớ nên hung dữ. Mẹ đấy con, cùng nơi khắp xứ, suốt năm không nghe sự tai nạn. Khoái lạc đâu kém cõi tiên ban, sắp có tại thế gian kỳ tới. Mẹ đây con khuyên người ráng đời, chớ rằng không mà vội ngơi đi. Dựng đức tin gìn trọn đạo nghi, hết cực khổ đến khi sung sướng.
Mẹ đấy con dịp đời không tưởng, chỉ một lòng quy hướng đạo màu. Giúp người không tiếc món chi đâu, hành như thế máu lâu cũng đắt. Mẹ đây con ráng nói dấu Phật, kể từ đây hãy đặt chân ra. Đi khắp cùng các chỗ gần xa, gọi ba tánh trẻ già tu niệm. Mẹ đấy con mỗi ngày nằm liệm, trong thuyền này cho đến mất thay. Cũng sẽ không công đức lâu dài, hãy đứng dậy đó đây lập chi. Mẹ đấy con đem câu đạo lý gieo khắp nơi thành thị thôn lân, cho người đời được biết tu thân, vậy mới đúng tinh thần bác ai. Mẹ đấy con do mình khuyên dạy, người trở nên hối cải tu hiền, công đức kia vô lượng vô biên, khó đem món bạc tiền so sánh. Mẹ đấy con thương yêu ba tánh, trong lòng luôn nhớ đến không quên. Nghĩ cách nào để vớt hết lên, mới chẳng thẹn mang tên Phật tử. Mẹ đây con đời càng hung dữ, đạo càng nên rộng mở thêm ra. Để thức lòng những kẻ giải ta, chớ ngồi đó ngâm nga tụng niệm. Mẹ đấy con gặp người thó hiềm, không động tâm chạy đến cứu ra. Đâu phải người học đạo Thích Ca, và cũng chẳng phải là nhân loại. Mẹ đấy con tùy theo thời đại, đưa chúng sanh khỏi ái tình ma. Khó khăn gì cũng chớ bỏ qua, ráng cứu vớt người ta bụi khổ. Mẹ đấy con làm ra muôn hộ, để giúp người đừng có riêng mình. Từ của tiền đến cả thân sinh, đều cho hết dân tình chẳng tiếc. Mẹ đấy con càng nhiều chém giết, dân càng nghèo thiếu mặc thiếu ăn. Liệu giúp cho họ khỏi khó khăn, có sống được mới hành đạo được. Mẹ đấy con mượn nơi cơm nước, để gây duyên khắp hết chúng sanh. Ấy là cơ giáo độ rất tình, một trong bốn phép linh nhiếp hoa. Mẹ đấy con ráng mà chạm giả, giả dạng này rồi quá dạng kia. Đi khắp nơi dục thúc người mê, thân chẳng xa chi bề mưa gió. Mẹ đấy con người hiền ít có, sự khuyên tu rất khó nhiều bề. Phải tùy thời lúc tương lúc hệ, miễn sao cứu kẻ mây được tình. Mẹ đấy con xa chi bùng trình, lòng từ bi luôn mến sinh linh. Cứu được người dù phải bỏ mình, cũng vui chịu không tình rè rục. Mẹ đấy con mấy khi gốc mục, mà bỗng nhiên được nức lên trời. Người chết mà lại được sanh hồi, cảm ơn Đức Phật Ngài vô tận.
Mẹ đây con nước hàng dân bằng, mà trở nên địa phận lớn lao. Dân thông minh nước được phú hào, sự quy báo kể sao cho xiết. Mẹ đây con lại còn nhiều việc, sống mà tiêu còn chết lại còn, kẻ mới nghe chớ vội hỏi giòn. Ấy là cuộc xác hồn biến đổi, mẹ đây con sao không sớm hối. Sao luôn công quỳ gối lái dài, Phật từ bi cứu kẻ thảo ngay, chớ đâu cứu những ai bất nghĩa. Mẹ đấy con cùng nên trao trìa, ngày một thêm chứ để lờ lâu. Tu cho mình cho chúng cùng tu, được tự giác rồi đâu cũng giác. Mẹ đấy con từ lâu đỏ lạc, nay phải lo siêu thoát linh hồn, tìm cây lành mà đâu mới khôn. Lửa cõi Phật mà sanh mới tri, mẹ đấy con nếu cho hữu lý. Thiệt hành ngay chớ ý lưng chừng, bởi sự đời sắp đến bên chân. Đâu xa sách mà rằng chưa vội, mẹ đấy con tâm trần sớm gọi, cho gương lành được chói mau ra. Đừng để cho tư tưởng giải tà, gây rối rắm mù lòa tâm trí. Mẹ đấy con quỷ vừa mới nghĩ, đã có nhiều giống quỷ đến gần. Chung suối làm ra tội lấy thân, theo làm kẻ họ hàng của chung. Mẹ đấy con hả không kính khùng, lo ngăn ngừa tư tưởng xấu xa. Tập cho lòng hay nghĩ hiền hòa, có tiên Phật đến mà hỗ độ. Mẹ đấy con dù cho nghèo khổ, mà biết lo bao bổ song thân. Sự tu hiền khuya sớm ăn cần, sẽ thường có chư thần ủng hộ. Mẹ đấy con khi lòng to ngộ, dốt nát mà được trở thông minh. Không học hành mà thảo kệ kinh, Phật giúp việc chi hành cũng dễ. Mẹ đấy con muốn qua sông bể, có thuyền bè đến mẹ rước cho, mặc dù không biết lỗi chẳng lo. Kẻ dốt được thông so cũng thế, mẹ đấy con tâm là chủ tề. Tâm thông rồi các lẽ đều thông, mỗi tìm ra tất mở được vòng, nên biết để cầm lòng làm chắc. Mẹ đấy con Phật không dùng vật, chỉ dùng tâm nhân đức từ bi. Có tâm này có Phật hộ trì, há không ráng lập quy cho được. Mẹ đấy con chỉ quầy một bước, trong bất ngờ thấy được Như Lai. Lúc đêm hôm như lúc ban ngày, cần biết phải chiếm ngay tâm nồi. Mẹ đấy con ấy là nguồn cội, lóng lòng xoắn mà cõi phiền lao. Cõi niết bàn lòng muốn được vào, cũng do đó mà leo tới chầu. Mẹ đấy con khi tâm chưa ngộ,
Buổi đầu tiên phải nhớ hồi quang, thiếu nó là nghiệp hoặc khó toan, nên có một hư ngàn muốn diệt. Mẹ đấy con trong khi xem xét, lẽ dài ngay muốn biết cho rành, nên lựa lời Phật dạy trong kinh. Tất sẽ được tránh mình lầm lạc, mẹ đấy con khi chưa được giác, bị sự đời dẫn dắt như mù. Phải không hay quay chẳng biết đâu, cứ nhắm mắt đi theo thị dục. Mẹ đấy con nó là quen tục, cho nên dù là lúc đã tu, thói quen kia nào phải hết đâu. Không lọc kỹ làm sao sạch được, mẹ đấy con suy sao xét trước. Còn bị tà tâm lướt chánh tâm, nhẹ nổi lên bên nặng thì trầm, ráng trợ trưởng thiện tâm cho mình. Mẹ đây con gặp điều bất chánh, tâm lành thì khuyên tránh chớ ham. Tâm dữ thì nó bảo nên làm, rốt thường bị tánh tham làm chủ. Mẹ đấy con mực rơi muôn hũ, nước một thùng khó rửa sạch trong. Việc ác thì chưa chắc đầy lòng, thiện có một khó hồng ngăn tội. Mẹ đấy con mạng dân thế giới, như tuyết sơn gần lối tàn canh. Khi nắng lên âu phải tan tành, ráng bồi bổ tâm lành hơn giờ. Mẹ đấy con nhân vô biển lử, cũng phải lo những sự gần đây. Hung hăng nhiều thù oán giấy đầy, ngày loạn lạc xác thấy khó dâu. Mẹ đấy con lòng người còn sâu, thì còn ngày tranh đâu chẳng không. Ráng hiền hòa ráng nhẫn nhịn lòng, mẹ đời lên xuống chỉ trong nháy mắt. Mẹ đấy con vừa rồi rất đắt, kể lại trong chốc lát rẻ rè. Phải nghiệm suy chớ có bỏ bê, biết chừa để khỏi bề thúc múc. Mẹ đấy con nay tu phải lúc, không chịu tu đành trúc linh hồn. Muôn kiếp sau cho mát vùi chôn, dễ gì gặp được cơn này nữa. Mẹ đấy con kỳ này Phật lừa, những kẻ nào ăn ở hiền lành, đưa cho về nơi các cõi thanh, được thông thả khỏi sanh ra nữa. Mẹ đấy con Tây Phương mỗi bữa, mỗi khi giờ cơm ngõ sắp gần, khắp mười phương mẹ thấy bảo chân. Đêm qua bảo cũng dân chữ Phật, mẹ đấy con mẹ đều xem khắp, nhiều cõi vô số đẹp con ơi. Đất toàn bằng châu ngọc sáng ngời, thân cũng ngọc tốt tươi không chán. Mẹ đấy con do thân làm sáng, chẳng hề dùng đến ánh mặt trời. Cả ngày đêm đều được sáng ngời, các cõi Phật đều như thế cả. Mẹ đấy con ráng mà sửa dạng, đúng như lời giáo hóa Phật tiên.
Nếu không sanh về cõi Hoa Liên, các cõi ấy được lên càng quy. Mẹ đây con theo lời mẹ chỉ, gắng tính theo chơi nghi ngờ, ráng xa lìa cái cõi trượt nhớ, chớ đeo mãi thêm cho khổ kiếp. Mẹ đây con nay đã gặp dịp, có Phật tiên dùng phép cứu an. Chịu tu hành chừa tánh ác gian, thì sẽ được dễ dàng quy Phật. Mẹ đây con lửa đang cháy hực, được có người mở quát cửa cho, không chịu ra đành chịu ra cho. Hả chẳng biết để lo đào tàu, mẹ đấy con kẻ lầm nhớ xấu, chẳng lấy đâu để cứu khỏi nàng. Vậy nên khuyên người sớm sửa sang, bỏ tất cả lầm lan giả soi. Mẹ đấy con người nay tài giỏi, không làm cho nhân loại an nhàn, chỉ gây thêm sự khổ đa đoan. Già chết cũng vẫn hoàng già chết, mẹ đấy con khổ nàng chưa hết. Người vẫn già vẫn chết như thường, dù đông tây văn vật mấy đường, đâu thể giữ xác hồn hết được. Mẹ đây con thế gian đủ trước, đua nhau bài các cuộc sống sang. Vô tình thêm duyên cớ tham gian, xô nhau đến khổ hơn sung sướng. Mẹ đây con nêu đua sang trường, bằng ngàn muôn vật tưởng trong đời. Ấy là lầm tưởng lớn của người, sang mỹ cũng chẳng hơn trăm tuổi. Mẹ đấy con chúng sanh hạ giới, bị nghiệp trần nên mới ở trần. Đã đeo mang lấy cái nhục thân, chết là vốn ai từng tránh khỏi. Mẹ đấy con người trên thượng cõi, do nhân lành được tới cõi lành, thân mỗi người đều rất khinh thanh, nên ai cũng trường sanh tất cả. Mẹ đấy con không mưu kế lạ, ai cũng đều thông thả sướng vui. Từ món ăn thức mặc các nơi, rất sang cả hơn người dương thế. Mẹ đấy con đều này mẹ kể, là để cho kẻ thế hiểu rằng, sang cõi trần đâu phải thật sang, sang thượng cõi mới là sang thật. Mẹ đấy con tuy sang tốt bực, mà không ai tâm chấp rằng sang. Nên chẳng hề có kẻ tham gian, nhờ đó sự khổ nàng dứt bạc. Mẹ đấy con người trên quả đất, hết chấp này rồi mắt chấp kia, tâm để cho các vật làm mê, nên thường chịu nhiều bề thống khổ. Mẹ đấy con cũng nên tỉnh ngộ, làm hiền lương đừng có hung hăng, thưởng cõi chừng khi được siêu thăng. Mặc sức hưởng cảnh sang bất diệt, mẹ đây con đây là lời thiệt. Chớ cho rằng quỷ thuyết mã lâm, chim thì bay còn cá thì trầm. Cứ lấy đó nghiệm xem sẽ biết,
Mẹ đấy con có sanh có diệt, vật tạo ra khi chết cũng buông. Chớ có ham quyền quy phú cường, mà để kẻ khác vẫn vướng tay khổ. Mẹ đấy con ơi khá nhớ, đôi vật chi cũng chớ bận tâm. Vì giúp người mỗi việc phải làm, nhưng không để bị giam trong đó. Mẹ đấy con tâm này được có, nơi sang giàu như chỗ nghèo hèn. Tấm lòng không hề bị ố quen, chính là vị thần tiên tại thế. Mẹ đấy con tâm trần đã phế, nghiệp hết lối vào bể hóng trần, thì đâu còn mang cái nhục thân. Mọi sự khổ cũng không tất cả, mẹ đấy con biết đời tam già. Nên dù cho sang cả cách nào, lòng cũng không để đắm say vào. Được dày ác ngày sau thông thà, mẹ đấy con tuy lòng không cả, nhưng vì thương những kẻ còn mê, mà tùy cơ tác dụng nhiều bề, để giúp họ trở về đường thiền. Mẹ đấy con ngoài nơi lỗ miệng, còn hy sinh nhiều chuyện khác hơn. Cứ xem ngay hoàn cảnh chư nhân, giúp họ những việc cần nên giúp. Mẹ đấy con A-di-đà Phật, ngài muốn ai cũng được an nhàn. Nên tạo ra cõi cực lạc ban, xem việc Phật mà toan thì đành. Mẹ đấy con chúng sanh mạng ngắn, mà khổ lao tai nạn dây đầy. Cũng nên thương chớ ghét một ai, không giúp được thì thôi chớ hài. Mẹ đấy con nhớ nên ở phải, dù cho ai đôi quấy mặt tình. Vẫn bình tâm tu trị lấy mình, thì oan báo không sanh mai hầu. Mẹ đấy con không gây nhân xấu, thì đâu mang quả báo ở đây hèn. Thao thế nào cũng phải ra tên, nó không giống như vàng một sắc. Mẹ đấy con lấy nhân làm chắc, tạo nhân nào sẽ kết quả ni. Lên thiên đường hay xuống âm ti, xét đã tạo nhân chia thì biết. Mẹ đấy con cõi trần muôn việc, việc lành là hơn hết bớ con. Ít nhiều gì cũng ráng mót bòn, thân dù bỏ lành con chớ bò. Mẹ đây con gặp ai khốn khó, biết xót thương giúp đỡ ít nhiều. Tấm lòng này càng lớn bao nhiêu, tánh tham nhiễm càng tiêu chừng nay. Mẹ đấy con tình thương nhân loại, cần phải cho đầy dãy rộng sâu. Dù lòng tham xuôi dục đến đâu, cũng không nỡ gây sầu ai cả. Mẹ đấy con biết năng sửa dạng, sẽ có ngày đau quả được nên.
lúc sông pha nêu có chỉ bền, núi cao mây cũng leo tới chót. Mẹ đây con dù bao dằn giọt cũng ráng cho khỏi lọt lưới sang. Kỳ thi này được chiếm bảng vàng, thân danh sẽ hiển vang tột bậc. Mẹ đấy con nay không trao trĩa, người phần đông mất hết trí khôn. Có xác nhưng mà chẳng có hồn, không còn biết điều chân lẽ nguy. Mẹ đấy con đây rồi yêu mì, cướp xác như là quỷ nhập đồng. Trở lại làm hai kẻ giống dòng, sự ác bao kể không hết được. Mẹ đấy con kìa trong hồ nước, con nhìn vào sẽ thấy tương lai. Những người khi bị quỷ khiến say, trong chốc lát mặt mày đổi khác. Mẹ đấy con kẻ giao người mát, vẻ mặt đầy những nét hung hăng. Như cuồng điên chải kiếm xung xăng, gặp ai cũng đón ngăn hãm hại. Mẹ đấy con một đêm sáng lại, cảnh tang thương đầy giấy trên lề. Bước cùng đồ của khách trần mê, nỗi thê thảm thảm thê vô số. Mẹ đấy con muốn cho Phật độ, qua khỏi cơn tay khổ quái kỳ. Trong lòng đừng ngớt niệm A-di, thì là bước lâm nguy sẽ khỏi. Mẹ đấy con đổi thay khắp cõi, và nạn tai không loại chỗ nào. Do nghiệp mà hoặc trước hoặc sau, vì thế mới khuyên mau tu gấp. Mẹ đấy con ngôi nhà hư sập, mi dở hết ra để lập mới lên. Cây nguyên làm kèo cột vách phên, thứ một môi ném lên vàng hòa. Mẹ đấy con kẻ lầm lan trà, chỉ biết lo cho thỏa dục tâm. Thoái ở ăn như loại thú cầm, mà sẽ làm thứ củi châm cho lừa. Mẹ đây con thấy hư liền sửa, xấu giường bao cũng trở tốt tươi. Khi quỷ rồi lòng biết hổ ngươi, tất bỏ hẳn không vui tái phàm. Mẹ đây con sự hèn lại giam, siết tốt không can đảm thiết hành. Ấy thoái thường của khắp chúng sanh, gặp khổ nạn cũng đành chớ trách. Mẹ đấy con dạy rằng đủ cách, Đức Phật không nói sót điều nào. Mà ít ai chịu khó nghe vào, đáng buồn kẻ trần lao biết mây. Mẹ đấy con quỷ thì gặp quỷ, làm phải thì có phải đến cho. Thường thấy sao lại chẳng chịu lo, cứ bấu sự dài dò bất thiền. Mẹ đây con muôn trường khi biến, con nhìn ngay vào phiến mây kia. Đường liền nhau có dọc có về, chỉ một ngọn gió kề đủ ra. Mẹ đấy con mây kia một đoà, hình dung ngay được cả thế gian. Chừng đến khi nỗi cuộc bầm tan, cũng biến đổi dễ dàng như thế.
Mẹ đi con không nên trễ, ráng ra cống đem lẻ hiền từ. Khuyên người mau chừa bỏ thói hư, cách ăn ở theo như lời Phật. Mẹ đi con ở ăn chân chất, không lẫn lường trộm cắp của ai. Tuy cơ hạn mà vẫn thanh bay, những kẻ ấy Phật ngài không bỏ. Mẹ đấy con trong khi nghèo khó, dứt lòng tham nào có dễ chi. Gặp một xu có thể ngơ đi, thấy trăm bạc ít khi nhịn được. Mẹ đây con nếu không ngừa trước, gặp dịp thường bị rất dễ dàng. Những điều làm mình phải mê man, thường có mãnh lực hơn sức nhận. Mẹ đây con ráng mà tinh tấn, giữ mình như ra trận đấu chính. Kẻ địch luôn rình rập bên mình, lúc nào cũng phòng cánh cẩn mật. Mẹ đây con mắt hay ngắm vật, tay thì nghe đủ các tiếng tâm. Ý thì hay tưởng tượng âm thầm, miệng hay nói còn thân hay đồng. Mẹ đấy con ơi ráng lóng, thấy nghe đừng để vọng nơi tâm. Nếu vọng tâm thường nói lỗi lầm, và sẽ khiến việc làm sai quay. Mẹ đây con mắt tay khó đầy, nên các điều tay hãy thường vào. Dễ làm cho khởi niệm trần lao, rồi làm ác hoặc gieo lời ác. Mẹ đây con muốn cho giải thoát, phải chủ tâm ở các điều này. Chừng thấy nghe các việc đó đây, tâm không vọng là ngài đắc đạo. Mẹ đây con như lời mẹ bảo, cứ làm theo chớ dạo nào ngơ. Tuy khó khăn ngay lúc bấy giờ, lướt qua được gặp cơ khoái lạc. Mẹ đây con nước kia một bát, làm cho người hết khát được ngay. Một câu kinh tuy ngăn thế này, có thể giúp gái trai khỏi khổ. Mẹ đây con nên ôn cô, rồi tùy nghi khuyên vô chúng sanh. Kẻ thiện căn nghe đến lời lành, sẽ tỉnh ngộ tu hành theo Phật. Mẹ đấy con Phật không dùng vật, khi ra về chớ cất mang theo. Nếu trong lòng còn một vật đeo, đắm giữa biển khó chèo tới bên. Mẹ đấy con hồng trần còn mến, cõi Tây Phương khó đến con ơi. Dẫu từ lâu sai đắm sự đời, nay đây cũng ráng thôi chớ nữa. Mẹ đây con kim thành có cửa, kẻ tâm không thì nó tự khai. Những người lòng còn bấn trần ai, đợi đến chết không ngày nào mờ. Mẹ đấy con đoạn này khá nhớ, để truyền ra khắp chỗ được hay. Ráng sửa lòng cho khỏi đứng ngoài, bị ác thu sẽ thấy từng mành. Mẹ đấy con vào thành mới bánh, có kẻ dân rượu thánh trà tiên.
sẽ rõ câu con thảo cha hiền, biết đâu phải thường niên được có. Mẹ đấy con cũng nên chịu khó, len loại khuyên lớn nhỏ lo tu. Giờ này chưa phải lúc ngao du, mà là lúc cần tu công đức. Mẹ đấy con tận tâm khuyên dứt, đối với ai chớ chút ngại ngần. Nếu buổi này không lập được thân, chẳng còn dịp nào hứng danh phần. Mẹ đây con buộc năm bãi nần, dùng dãy ra cho đặng dễ gì. Nếu không lòng cương quyết tu trì, bên mây sẽ khó ly ra khỏi. Mẹ đây con gặp ai cũng gọi, ráng ăn chay giữ giới làm lành. Nhà bớt đi bả lời mồi danh, sẽ được Phật độ sanh độ từ. Mẹ đây con khuyên người bỏ dữ, nếu không nghe cũng cứ khuyên hoài. Dù cho ai mắng chửi nhiếc xài, cũng nín chịu chứ gây gỗ lại. Mẹ đấy con mở lòng quảng đại, phải cũng thương mà quấy cũng thương. Phải thì khuyên giữ phải một đường, còn quấy ráng tìm phương giải sửa. Mẹ đấy con đạo luôn mở cửa, ai cứ vào không lửa riêng ai. Thành hay không là tự gây trai, lòng thương xót với ai cũng vậy. Mẹ đấy con kim không chỉ sái, đi lạc đường là tại nơi người. Phật dạy điều hiền đức tốt tươi, không nghe mới lâm nơi sầu khổ. Mẹ đấy con làm cho tới chỗ, mới biết lời Phật có hay không. Chớ nửa đường rồi vội ngã lòng, lại nỡ trách Phật không linh nghiệm. Mẹ đấy con tu không chân niệm, hoặc niệm mà thiếu điểm chân tu. Vì thiếu bình hoặc giả thiếu dầu, tim dầu có đèn đâu thể cháy. Mẹ đấy con theo đây nghiệm lấy, sẽ biết ra phải quấy nơi ai. Tu niệm cần gồm đủ cả hai, đạo quả sẽ có ngày kết được. Mẹ đây con tuy làm việc phước, mà lòng không có chút từ bi. Hoặc nghĩ lành mà chẳng hành y, tu như thế quyền vì có thấy. Mẹ đấy con thật lòng nhân ai, cho một tiền phước đại dường non. Niệm Phật bằng cái tấm lòng son, chỉ một niệm đủ thân Phật hiền. Mẹ đấy con niệm cho liền miệng, chẳng thành tâm dầu niệm bao lâu. Phật cũng không qua hiện đến đâu, cảm chẳng có ứng nào có được. Mẹ đây con thành tâm có trước, huệ sẽ nên mà phước cũng nên. Điều này con khá nhớ chớ quên, để nhắc lại nhân sanh được biết. Mẹ đấy con phải cho ráng tiếc, đúng là người phụng việc Phật gia.
trong người đời cứ như thế mẹ cha, đâu dám đối dạy tà sai quỳ. Mẹ đấy con trọng người thế ấy, thì mỗi lần nghe thấy người nguy, tất nhiên lòng có sự thông bi, sẽ giúp chẳng điều gì tiếc buồn. Mẹ đây con của người dù muốn biết trọng người tất chẳng phạm vào, sự muốn kia to lớn dường bao, cũng lần lượt tan vào trong nước. Mẹ đây con đây là một chước ngăn tội và sanh phước ơi con, khá gắn ghi để giữ cho tròn. Mẹ đang đợi ngày con đắc đạo, mẹ đây con thương con khờ khào, bị sự đời lừa đảo không hay, cứ mê mang các việc trần ai, thầy thi đã bỏ đầy cõi tam. Mẹ đây con vì mê tâm cảm, cả quên thân bị hãm giáo nò, ham gái sinh của lâm chức to, người quên kiếp bị số biển khổ. Mẹ đây con gặp kỳ đại độ, có Phật tiên dạy dỗ khắp nơi, ráng tu cho giải khổ cuộc đời, chớ ham việc ăn chơi thay quá. Mẹ đấy con chim lòng được thả, sao lại còn nấn na chưa bay. Nếu để cho nhục lại lần này, sao khó gặp được ngài ân xa. Mẹ đây con phen này hối quá, vĩnh kiếp sao khỏi đọa sáu đường, được tự do không sự buộc vương, làm thần chết phải nhường phải nề. Mẹ đây con nhổ cho tận rề, giống mê lầm đừng để sanh thêm, rèn đạo tâm bất ni luận ngày đêm, biển tâm quyết làm em sống tục. Mẹ đấy con cây rừng một khúc, để vậy hoài đến mục ra chi, chịu đéo bào trong một thời kỳ, thành hình tướng giống y y muôn. Mẹ đây con chớ nên bỏ luôn, giải dù bao khéo uống cũng ngay, tuy lắm mưa các việc trần ai, cố chừa bỏ có ngày sống được. Mẹ đây con dình câu thể ước, đã nguyện tu sao trước vẫn tu, nay mờ nhưng sao sẽ hết lưu, tuy lao khổ mặc dầu chớ nề. Mẹ đấy con việc không nên trễ, biết rồi lo chớ để trôi qua, nếu tuồng đời còn viễn lâu xa, mẹ đâu xuống để mà hối trẻ. Mẹ đấy con yêu nương người khỏe, tất nhiên không ngã té bao giờ, chúng sanh đang rối rắm mê mờ, nương lời Phật khỏi lo lầm lạc. Mẹ đây con Phật kêu giải thoát, bởi lòng thương vạn vật sanh linh, các khổ lao dây chặt lấy mình, xác thịt khổ hoặc tinh thần khổ. Mẹ đây con khổ nạn vô số, mà cũng không hưởng thọ lâu dài, làm mọi tôi cho xác thúi khai, cho đến chết không ngày nào rành.
Mẹ đây con, nếu đem so sánh ở cảnh trần đâu khác cảnh tu đài. Vì thế nên các đức Như Lai kêu giải thoát cảnh này cho sớm. Mẹ đây con cũng nên biết gồm, xác thân người dơ bẩn nhất đời, còn lo lường đau khổ đủ nơi, ráng tu khỏi luân hồi lại nữa. Mẹ đây con tuổi mòn từ bữa, nay không tu mai sửa chẳng rồi. Số thiên tàu khi đã bị bôi, thì vạn sự đều thôi tất cả. Mẹ đây con bừng chừng khi xả, đám bèo kia tự rã tự trôi. Cảnh linh đinh sông dập gió dồi, sẽ khó kiếm được nơi đầm tru. Mẹ đây con nay còn mê ngủ, ắt ngủ luôn đến rũ thịt xương. Uống một đời sống cõi trần dương, không tìm đến con đường sáng sủa. Mẹ đây con thấy mây đang bùa, biết rằng đêm sắp có mưa tuôn. Nếu không tìm những chỗ ẩn nương, thì đâu tránh khỏi cơn ngước ác. Mẹ đây con mở tầm thinh giác, để mà nghe người các châu vi đang đua chen chế tạo những gì. Giữa vào đó an nguy sẽ biết, mẹ đây con người không ác nghiệt, thì là cơ tận diệt cũng không. Người ác càng ngày một thêm đông, cơ tận diệt cũng hầm kế cần. Mẹ đấy con không nên trì quần, mau tu hành kẻo phận dở dang. Một lần này đau hạnh vẹn toàn, ngày sau khỏi khổ nàng dương thê. Mẹ đây con thấy cây ung rề, biết rằng cây không thể sống lâu. Thấy lòng người càng lắm độc sâu, biết người chẳng hưởng lâu dài được. Mẹ đây con lâu xưa thuở trước, cõi thế gian nhiều cuộc đổi thay, chớ phải đâu mới một lần này. Mà ngờ vứt răng bài chiến quyền, mẹ đây con xưa nhiều cung điền. Vì gặp khi biến chuyển đĩa cầu, đã bị chìm tận đáy biển sâu. Nay cũng vẫn còn lưu ngói gạch, mẹ đây con dưới đồng sa mạc. Đã có nhiều lầu cát bị chôn, sau một cơn lục bão kinh hồn. Mà hiện thời vẫn còn tồn dấu vết, mẹ đấy con sẽ thay đổi hết. Nhân vật đều bị chết chính phần, mặt đất chừng khi được bình phân. Cảnh vật lạ thế nhân cũng lạ, mẹ đấy con mọi điều mới cả. Trở lại hồi thiên hạ sơ khai, có các tiên thượng cõi xuống đây, làm cho thế giới này đông đảo. Mẹ đây con các tiên xây tàu, nhiều đến đài quý báu cực kỳ. Sức phàm phu không thể sánh bì, vừa tráng lễ vừa bí diệu ẩn. Mẹ đây con tiên phàm sống lẫn, bởi ai ai đều cũng hiện từ.
lòng Phật tiên sắp cũng gần như, nên tiếng Phật cùng người đồng trụ. Mẹ đấy con nhờ ân từ vũ, cảnh trở nên thanh thu tuyệt vời, vui khác hơn vui của hiện thời. Đâu cùng có trường giới phong nhà, mẹ đấy con đứng đi thông thả, không ai tra gì mà khó khăn. Có tàu xe bằng sức quyền năng, toàn thế giới giao thông tiện lợi. Mẹ đấy con thật là đời mới, mọi việc đều khác lối thượng tình, không ai mang tật bệnh trong mình. Người nào cũng thân hình mạnh khỏe, mẹ đấy con tin theo lời mẹ, chỉ công tu rồi sẽ được coi. Nào lâu đài xe cổ hắn hỏi, bằng châu báu người đời khó xăm. Mẹ đấy con đều dùng nhung gấm, không thấy ai mặc tâm vải bô, mặt mày không son phấn điểm tô, vẫn đẹp đẽ không thua bức tường. Mẹ đấy con mẹ không nói bướng, ráng làm lành để hưởng cảnh ni, thật an nhàn trong sự khốn nguy. Muốn dùng đến vật gì cũng có. Mẹ đây con lướt trong sương gió, để mà đi tới đó ở con. Dừng bước nào bước nay hiểu dôn, đời tam giả này con chớ nhìm. Mẹ đấy con nào đâu dễ kiếm, cuộc đổi thay trong điểm lọc lừa, hãy dằn lòng tu niệm sớm trưa. Con sẽ thấy việc chưa từng thấy, mẹ đấy con biến lời thế mây. Thời kỳ này cũng phải siêng năng, niệm gì đà quên ngủ quên ăn, điều nhân ái lòng hằng ghi nhớ. Mẹ đấy con cho lòng sáng rỡ, ngày như đêm không có bóng đen, không hổ trăng cũng chẳng thén đèn. Trong lòng ấy Phật liền hiển tới. Mẹ đấy con ta bà thế giới, các linh căn đều đợi kỳ này. Đọa muôn năm siêu chỉ một giây, không công đức sâu dày khó đắc. Mẹ đấy con đức tin vững chắc, xô không siêu dầu lắc không nghiêng. Sự tu hành vẫn một chí nguyện, được như thế sẽ nên đáo cả. Mẹ đây con khổ không đổi già, cứ y thời giáo hóa rèn lòng. Các dòng tâm cố gắng việc sống, tất là được thành công đắc quả. Mẹ đấy con như cây với lá, phải gồm tu chớ bỏ điều nào. Cây tươi thì lá được xanh màu, khổ chịu được thì cao quả được. Mẹ đấy con thấy trời với nước, nào ai hay chừng lúc đến gần, có đất liền có cả nhân dân. Khác hơn lúc xa tầm mắt thấy, mẹ đấy con một ngày bác cài. Từ xem không đổi thấy có ra, chớ xem không con ngỡ rằng xa. Dội lời mây ắt là hỏng việc.
Mẹ đấy con thân con biết tiếc, ráng đừng cho tiêu diệt lần này, được trọn lành dù có mất thay. Thân ấy vẫn còn hoài không mất, mẹ đấy con Phật lìa xác chất, chớ nào đâu lìa mất bổn thân. Của thế trần trả lại thế trần, thân mình cứ giữ thân chớ bỏ. Mẹ đấy con điều này nếu rõ, tự nhiên con được tỏ ngộ tâm. Thật giả cần xét kỹ kéo lầm, mà trong mộng chết nhưng thân còn sống. Mẹ đấy con lo tu mau chóng, mẹ chờ con nơi cổng Phật đài, ráng về cho tới chỗ nay mai. Đừng để mẹ lâu ngày trong đời, mẹ đấy con mẹ thường lui tới, xem cành hoa con dưới hồ sen. Đóa hoa này đã nở lớn bèn, sớm về để ngồi trên lên ấy. Mẹ đấy con càng làm phải, thì mùi hoa càng lại thơm ra. Và sắc vàng thêm chiếu sáng ra, xem quá mẹ rất là mừng rỡ. Mẹ đây con rủi tâm ráng gỡ, cho hết còn tưởng nhớ ba ban. Chỉ một lòng nhớ Phật Tây Phan, nói gương thiện làm an lạc chung. Mẹ đấy con cho nên cái thùng, đừng để ra dành mũng lỡ làng. Ráng tới bờ đừng nữa chừng gian, tu cho đắc chớ đừng bất đắc. Mẹ đấy con nay không thành thật, muôn kiếp sao tất mất bổ đề. Nhớ khuyên ai còn nắng nghiệp mê, ráng tỉnh ngộ lo bề tu niệm. Mẹ đấy con khá gìn hạnh kiệm, cho không còn một điểm nhút nhơ. Người còn thương trời há ngó lơ, lúc nào cũng chực hờ cứu đồ. Mẹ đây con nhờ ơn vũ lội, bao nhiêu điều tay khổ được qua. Ở tốt lành đừng ở xấu xa, nên nhắc nhở trẻ già nam nữ. Mẹ đấy con càng làm việc dữ, càng nhiều thân nhiều sự quả ương, và chẳng làm cho kẻ khác thương. Giàu mây cũng không đường hạnh phúc, mẹ đấy con lông trong chớ đục. Tuy nghèo mà hạnh phúc bớ con, chẳng bị ai thù oán ghét hờn. Tai họa cũng không nhân đâu tới. Mẹ đấy con khắp trong thế giới, ai cũng đều theo lối hiền lương. Dù không về nơi cõi Tây Phương, tại thế cũng hưởng đường cực lạc. Mẹ đấy con gì còn làm ác, nên con đường sông thác luân hồi. Nghiệp ác khi trừ tuyệt được rồi, sanh tử dứt luân hồi cũng dứt. Mẹ đấy con cũng gần đến mức, đừng để cho ngã gục giữa đường. Lấy sức thân để chạy bãi bương, thành công sẽ danh dương bốn bề. Mẹ đấy con sớm gây tội lỗi, nhưng chịu nguyện triệt để tu hiền. Tội lệ kia tức được tiêu liền, còn có thể tu nên chưa muộn.
Mẹ đấy con ráng tu kẻo ổn, có Phật tiên bước xuống hồng trần, một lần này không lập được thân. Chẳng còn dịp nào hứng danh phần, mẹ đấy con riêng mình tinh tần. Và đừng quên khuyên chúng kiện gan, dù sao sao cũng giữ một đàn, an cũng đạo, nguy nan cũng đạo. Mẹ đấy con tín đồ Phật giáo, phải gìn câu hòa hảo khắp nơi. Lấy từ tâm bát ngay ở đời, dẹp hết tánh nhỏ nhói câu này. Mẹ đấy con ai dù tội tệ, biết ăn năn nên để lòng thương. Thân nên làm thù chẳng nên trương, sẽ khiến được bốn phương đều đến. Mẹ đấy con xác phàm mang mệnh, chẳng một ai không đến lỗi lầm, mà những kẻ lầm biết hối nơi tâm. Là kẻ trí sẽ làm tiên Phật, mẹ đấy con thương người sơ thật. Lời chứ không hại mất điều chi, thế cho nên ở cấp bực gì, điều ấy cũng cần ghi nhớ rõ. Mẹ đấy con chừng nào lớn nhỏ, thấy khổ người như khổ của mình, biết đỡ nâng và biết đóng tình, người ấy quả đau binh không có. Mẹ đấy con người trong Phật ngọ, điều ấy cần ghi rõ trong tâm, để tránh qua những việc sai lầm, thay vì cứu lấy làm hại chung. Mẹ đấy con cả trong ao dùng, nước cạn đi ca sống sao yên, chúng sanh đang ở cõi trần duyên, nên thương lần chứ nên hung hiếp. Mẹ đây con cũng vì quái nghiệp, cả chúng sanh trong kiếp này đây, có một ngày như gió tuôn mây. Cảnh thế thảm nào ai tránh khỏi, mẹ đây con đường tu theo dõi. Việc thiện lương làm nói không quên, cảnh hải hùng dù có nổi lên, sẽ có các Phật tiên cứu hầu. Mẹ đấy con thấy đời thống khổ, giúp chẳng cùng đâu nở dối hoa. Cuộc chuyển dời quá đất không xa, vì thế mẹ khuyên ra cản lè. Mẹ đây con chờ khi sức mẹ, mới lo con việc đã muốn rồi. Con ráng khuyên già trẻ nơi nơi, hãy tu trước khi rơi nạn ách. Mẹ đấy con việc còn cách vách, gần quá xa vì mắt khó trông. Vách lấy rồi việc kế bên hông, sự đáng ngờ là không mà có. Mẹ đấy con đạo tâm chớ bò, các Phật tiên bời nó mà ra. Ráng dồi mài ở một kỳ ba, về cực lạc mới là hết khổ. Mẹ đây con chỉ bao nhiêu đò, con nhớ ghi chớ có lãng quên. Ráng tu cho đạo quả sớm nên, mẹ xin cứu về bên cực lạc. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát,
Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.